Tiếp chiêu cứ để đi chứ. Để ra tay nhanh quá sao mà đỡ kịp. Ta chịu. Sao vậy huynh? Ngày nào cũng đèn sách thôi, đâu có luyện võ. Khoan đã, huynh nhìn kìa, ông đó có vẻ lạ lắm. Ờ ha, nhìn cũng lạ. Qua đó xem. Xin cho hỏi, con chim này là con chim gì vậy? Chắc là để nuôi lấy tiếng, chứ không phải là để ngắm. Tại vì nhìn con chim này không được đặc sắc. Chim này không phải để ngắm, mà cũng chẳng phải để nghe. Nếu nó để ăn thịt á, thì cũng nhỏ quá, bỏ bụng cũng chẳng dính kẻ răng nữa. Chim thần ăn đâu cần cầu no. Chim thần hả? Nếu như nó không cầu no thì cầu gì? Ai ăn được chim thần này sẽ được làm vua. Làm vua? Nói vậy, nếu như cả hai huynh đệ chúng tôi cùng ăn thì cả hai cùng làm vua hả? Ta nói như vậy, tin hay không là tùy các ngươi. Vậy con chim này là bao nhiêu tiền? 4.000 quan, không thêm không bớt. Đưa về nuôi đúng 3 tháng 10 ngày mới được ăn. Chỉ cần ăn một miếng, tự khắc phú quý sẽ trùm thiên hạ. Vậy ông có chắc là anh em tôi đều được làm vua không? Đã mua thì không được ngờ, đã ngờ thì được mua. Không phải có tiền là mua được con chim này đâu. Cũng không phải đã mua là ăn được thịt chim. Phải có duyên, có số, phải có tài. Chim này thì đằng nào cũng không thể dành cho kẻ tầm thường được đâu. Hai người về đi. Ông nói có thật không vậy? Ông ta đã nói, đã mua thì đừng ngờ đâu mà. Quýnh nhìn kìa. Ủa, ông mới đó mà, đi đâu mất tiêu rồi? Lỡ như ông đó ông lừa mình thì sao? Huynh thì thấy ông thật, ông rất bất cần, để không thấy sao? Thì ông muốn lừa mình, ông phải làm như vậy chứ. Vấn đề là ông không có kêu mình mua. 4.000 quan lận đó, nếu như mẹ biết mình lấy 4.000 quan tiền để mua con chim đó, mẹ chửi mình chết. Đây muốn làm vua thì phải nghĩ lớn, đừng có lèm bèm nữa. Vấn đề ở đây là làm sao mình lấy tiền trong rương của mẹ mà mẹ không biết. Huynh muốn có con chim đó. Hai đứa mua con chim xấu quắc này đó hả? Muốn mua chim sao không nói mẹ mua cho? Không đâu mẹ, con chim này không phải là con chim thường đâu. À, con muốn từ nay Võ Xuân không làm việc gì ở trong nhà mà phải lo cho con chim này. Xuân ơi Xuân. Nè nè nè, con Xuân không làm gì hết, chỉ lo cho nó thôi đó hả? Vậy là nó hơn mẹ rồi đó con. Nói cho mẹ nghe coi, con chim này có cái gì mà quý giá dữ vậy? Dạ, cậu kêu con. Tụi ta có chuyện về nhà vài ngày, phải trở lại trường. Con chim này ta giao phó cho người. Phải, cho ăn uống đầy đủ, tắm rửa kỹ càng,
tuyệt đối canh chim, không được lơi mắt. Ngoại trừ mẹ của ta thì không cho ai được phép đụng vào. Nếu có chuyện gì phải báo ta ngay lập tức. Ngươi phải chăm lo cho con chim này cho tốt. Sau 3 tháng 10 ngày ta sẽ thưởng cho ngươi 3.000 quan tiền. Nhưng nếu làm cho nó chết hoặc là bay mất thì ta quyết trị tội không tha. Nè 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 nè, nói cho mẹ nghe coi, cái con chim này nó quý giá chỗ nào? Nếu không á thì mẹ đành phải nghĩ hai đứa con của mẹ học quá nên quá khùng rồi đó. Mẹ ơi, chỉ cần mẹ phụ con chăm sóc nó thì sẽ có ngày mẹ sẽ tha hồ hưởng phúc. Dạ, dạ, hai cậu cứ yên tâm đi học, để con chim này cho con chăm sóc cho. Nhìn thần thái của sư phụ á, có vẻ là sư phụ biết được một điều gì ảo diệu lắm đây. Ta vừa bấm độn, biết được ở phía nam có một con chim quý. Ai ăn thịt được con chim đó sẽ được lên làm vua. Ta sẽ tìm được nó sớm thôi. Ăn thịt chim sẽ làm vua? Vậy sư phụ mau mau đi tìm nó đi. Việc nhà đã có đệ tử lo rồi. Sư phụ á mà làm vua là đệ tử được thêm lấy. Tao vậy hả? Mang hết đất đai ruộng vườn nhà cửa, ta sẽ không cần trở lại đời sống này nữa. Còn ngươi, tìm chỗ nào lánh thân, ở đó đợi ta. Sau khi ta đăng cơ rồi, sẽ có chỉ dụ tìm ngươi sớm thôi. Thần tuân chỉ, thưa bệ hạ. Ngày nào cũng như ngày nấy, không có gì mới lạ. Thiệt là chán chường. Bà chủ ơi, bà chủ coi nè, con chim á càng ngày càng tròn, lông nó mượt hơn so với lúc mới đem về á bà. Mượt thì đã làm sao chứ, ta ghét cái màu xám xịt của nó nhất đó. Được có hai thằng con thì cứ vắng nhà biền biệt hả? Lúc về á thì không lo làm cho mẹ vui, chỉ lo chăm bẩm con chim này. Trời, con thấy bà là sướng nhất rồi, không có ai được bằng bà hết á. Bà không phải làm gì, cũng không có việc gì phải lo toan hết á. Ngươi thử không phải làm gì, không phải lo toan thử coi có sướng không. Xin chào, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Dạ, có gì không? Tôi là thương buôn, muốn tìm kiếm khách hàng để buôn bán. Ở đây tôi thấy nhà kính cổng cao tường, chắc là giàu có lắm. À, vậy anh tìm đúng người rồi. Bà thích mua đồ nữa, tôi nghĩ là bán được á. Trong nhà có đàn ông không? Ủa, bà anh hỏi với chi vậy? Tôi hỏi để tiện buôn bán thôi. Bà chủ tôi có hai đứa con trai, mà hai cậu đi học rồi, không có ở nhà hết á, có tôi với nhỏ người làm không à. Vậy phiền anh vô nói với bà chủ giúp tôi. Được. Dạ, thưa bà chủ. Chuyện gì đó? Dạ, có người tặng quà cho bà chủ. Hả? Cái gì? Ai có quen biết gì không mà tặng quà cho ta? Dạ, ổng là một thương nhân từ xa, nghe danh bà chủ lặn lội tới đây tìm. Nghe danh ta? Dạ. Ta thì có danh gì chứ. Ổng đâu rồi? Dạ, ổng ở ngoài bà chủ. Bà chủ, cho vô bà chủ. Bà chủ ơi, hai cậu không có ở nhà, mà hai cậu dặn con phải chăm sóc con chim này cho kỹ, không có cho người lạ vô, lỡ có chuyện gì rồi sao bà chủ? Cho vô. Dạ. Mời chàng vô nhà. Nàng vô đi. Chàng ngồi đi. Sao mình không có ưa cái tên này? Nhìn cái cách đáng ngờ lắm nha, dám kêu bà chủ bằng nàng. Đã vậy
còn hỏi con chim của mình nữa chứ. Trời, lỡ hai cậu mà biết được chuyện này á là mình chết. Phải đem con chim tuốt ra sau nhà, rồi mình kêu ông ấp canh phụ mình. Đẹp quá. Màu này đẹp thiệt đó chàng. Đẹp là nhờ được ướm lên người của nàng. Chàng nói quá rồi. Xưa nay người ta chỉ nói người đẹp nhờ lụa, chứ có ai nói lụa đẹp vì người bao giờ đâu. Vì người đặt ra câu đó không nhìn thấy nàng lúc này. Miếng lụa này nếu không phải là nàng, thì dẫu có là hoàng hậu Dương Phi cũng là đồ bỏ. À, thiệt sao chàng? Vậy tới bây giờ thiếp mới được gặp chàng, có nghĩa là thiếp đã phải chịu mặc đồ xấu, đeo trang sức xấu bao nhiêu năm nay rồi sao? Xấu thì không xấu, nhưng từ nay nàng sẽ là xu hướng. Tất cả đàn bà phụ nữ hễ nhìn thấy nàng là đều bắt chước theo nàng. À, thiếp thích như vậy lắm. Chàng ơi, chàng ở lại đây bao lâu vậy? Tùy nàng muốn ta ở lại bao lâu. Vậy chàng ở lại đây lâu lâu nha. Được lựa đồ nè, được nói chuyện với chàng, thiếp thấy vui gì đâu á. Trời, bà chủ hơn ổng cả chục tuổi mà cứ thiếp thiếp chàng chàng, ghê quá à. Hai cậu chủ về mà biết được thì sao trời. Phải dè chừng coi hắn có mục đích gì khác không. Đẹp quá chàng ơi. Nàng ơi, một mình nàng ở trong ngôi nhà rộng lớn vậy chắc là quạnh quẻ lắm. Còn phải nói, bởi vậy thiếp chán đời, tối ngày ra vô, ngoài mua sắm ra thì chẳng còn niềm vui nào khác. Nhưng mà giờ gặp được chàng, vui thiệt là vui. Sao nàng không trồng bông trồng hoa, hay là nuôi chim thú cho nó vui? Ba cái đó mà vui cái gì, giờ giấy muốn chết hả? Nghe nói nhà nàng có con chim quý lắm, sao ta không thấy? Có, nhưng mà không phải của thiếp. Hai thằng con của thiếp đi mua ở đâu về á, rồi cắt cử riêng một đứa tớ gái để trông coi. Mẹ nó thì bỏ bù lăng bù lóc, còn con chim xấu xí đó thì được chăm bẩm từng chút một. Bởi vậy thiếp chán dữ lắm. Chắc hẳn là con chim quý lắm, nàng cho ta xem qua được không? Được chứ, chuyện đó dễ mà. Xuân. Dạ. Vô tao biểu. Dạ ba gọi con. Người đem con chim vô đây cho ta. Dạ bấm bà, không có được. Trời ơi con nhỏ này, bà kêu mày mau đi ra đem con chim vô đây. Dạ bấm, hai cậu dặn con như thế nào á thì bà cũng biết rồi đó. Tuyệt đối không cho người lạ nhìn ngó con chim, lỡ có gì á tánh mạng con khó toàn. Con không dám đâu bà ơi. Con nhỏ này muốn làm mất mặt ta sao? Ta kêu đem vô ta coi. Dạ bẩm bà, nếu có một mình bà thì đâu cần kêu con, mà ngặt nổi có người lạ ở đây nên ngươi. Thôi nàng đừng ép nó, dù sao nó cũng nghe lời chủ thôi mà. Cứ đi đi, đi đi. Nhà này rít rồi loạn hết à. Hai đứa con, rồi bây giờ kẻ ăn người ở cũng phản mình nữa. Chàng coi đó, thiếp cô đơn lắm. Chàng ở lại đây với thiếp lâu lâu nha. Nàng đừng lo, từ nay sẽ có ta ở bên cạnh nàng. Sao mà lâu dữ vậy? Làm người ta chờ muốn chết luôn hả? Ủa? Sao vậy chàng?
Bộ có chuyện gì hả? Đúng là có chuyện. Ta không muốn rời xa nàng. Nhưng... Rời xa? Chàng sắp đi sao? Ta sắp đi xa rồi. Cho nên ta tới đây để từ biệt nàng. Không được. Không đời nào. Không gặp thì thôi. Bây giờ gặp chàng rồi, chàng bỏ đi như vậy, làm sao mà thiếp sống nổi? Suy đi tính lại, ta thấy sống lang bạc kỳ hộ quen rồi, nay tự buộc mình vào một chốn không quen. Nàng thương ta, nàng hiểu cho ta, nhưng còn con nàng, rồi người ăn kẻ ở trong ngôi nhà này, họ đâu có xem ta là người đàn ông của nàng. Đứa nào không chấp nhận, thiếp đuổi hết. Nhà này là nhà của thiếp mà, chàng lo gì chứ? Nhà của nàng thì đúng rồi, nhưng chỉ một chuyện cỏn con như vậy, nàng biểu tụi nó đem con chim lên cho ta xem, mà tụi nó không chịu làm. Huống gì... Mà thôi, ta không muốn làm nàng khó xử đâu. Từ biệt nàng. Chàng, tưởng gì? Thì ra chuyện đó làm chàng nghĩ ngợi hả? Nếu mà chàng muốn, thiếp làm tới nơi cho chàng coi. Chàng muốn thiếp làm gì? Chàng nói đi. Nàng làm tới nơi gì ta? Ừ. Thí dụ như là làm con chim cho ta ăn thịt, nàng dám không? Chuyện nhỏ, gà thiếp còn mần cho chàng ăn được nữa. Con chim đó nhỏ xíu bằng cái nắm tay như vậy thì có khó gì. Chàng muốn ăn á, thiếp mua nguyên một tá về nấu cho chàng ăn cho đã luôn. Ta không phải là thèm thịt chim, mà ta chỉ muốn nàng chứng tỏ cho ta thấy nàng quyết liệt vì ta như thế nào, để ta suy xét con có nên từ bỏ đời sống giang hồ vì nàng hay không. Vậy tức là chỉ cần chàng ăn được thịt con chim đó thì chàng sẽ ở lại đây đời đời kiếp kiếp luôn đúng không? Ta sẽ gì nè, từ bỏ đời sống giang hồ. Vậy thì trưa mai chàng tới đi ha. Thịt con chim đó sẽ là một món trong thực đơn đãi chàng. Thì xong rồi đó, Quynh muốn về thì về đi. Nhìn Quynh chán quá. Tự nhiên sáng nay thức dậy ta thấy lo lo làm sao á. Ê, có con cá kìa, mình bắt về ăn đi. Khoan, chim sa cá lụy. Trời không mưa cũng không lụt mà cá nhảy lên bờ. Đây không phải là điềm lành. Để chỉ nghe nói nào giờ thôi. Bữa nay mới được tận mắt chứng kiến. Mình phải xin thầy về nhà gấp. Mẹ ơi, tụi con về rồi nè mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Cậu ơi, cậu. Con Xuân nè cậu. Hai cậu, hai cậu ơi. Con Xuân nè. Hai cậu. Sao vậy? Dạ, dạ xin hai cậu tha cho con. Con cố hết sức rồi, còn mang cái lồng chim đi giấu nữa, mà cuối cùng con buộc phải đem ra, không thôi là bà giết con chết luôn á. Thôi được rồi, nhìn người ta cũng đoán được phần nào, ai nỡ trách. Bây giờ bà nghe lời ông đó lắm, không ai nói được đâu hai cậu ơi. Nói tóm lại bây giờ con chim đang ở đâu? Dạ đã bị giết, đang kho dưới bếp á, đợi ổng qua ăn. Còn bà thì đi đón ông ta rồi hai cậu ơi. Bây giờ sao đây Quynh? Còn tính sao nữa, Quynh đệ mình chia nhau ăn. Dạ. Ờ. Ngon quá đệ Quynh. Sao tự nhiên ta thấy người ta bay bổng, đầu óc ta minh mẫn và sáng suốt hẳn ra. Vậy là hiệu nghiệm rồi đó. À. Đệ sao vậy? Đại Huynh hả? Tự nhiên đệ thấy trong người đệ khỏe khoắn, sức lực tràn trề lắm.
Vậy là đã có hiệu nghiệm. Nhưng mà đại huynh, hả? Lỡ bây giờ mẹ về thì sao? Còn sao nữa, đi trốn thôi. Theo như lời con Xuân kể thì mẹ đã ăn phải bùa mê của lão đó. Giờ chúng ta ăn hết phần của lão, chắc chắn mẹ sẽ không tha. Nhưng mà còn con Xuân nữa, bây giờ phải làm sao? Thì huynh đệ mình cho con Xuân một ít tiền để đi kiếm chỗ khác, vì con Xuân nó không thể ở trong căn nhà này nữa. Có lý lắm. Vậy thì bây giờ mình trốn lên nhà của thầy đồ ha? Không được. Nếu mình trốn trong nhà thầy đồ thì trước sau mẹ cũng sẽ tìm ra huynh đệ mình để mà trị tội thôi. Theo ta nghĩ, chúng ta phải đi một nơi thật xa. Đợi khi nào mà mẹ nguôi giận thì hai chúng ta sẽ về tạ tội. Hay lắm. Chứ mà ở nhà, để mà gặp được thằng cha đó, để giết chả chết. Quyết định vậy đi. Khốn kiếp, hai đứa con của nàng dám hốt tay trên công chiếc của ta. Chàng à, xin chàng bình tĩnh. Thiếp xin lỗi chàng. Hai đứa con của thiếp thiệt là quá đáng. Ăn mất thịt con chim của chàng mà còn viết thư để lại khuyên thiếp phải dừng lại chuyện tình cảm với chàng nữa nè. Đúng là ngỗ nghịch thiệt mà. Ta mà bắt được hai đứa nó, ta sẽ giết tụi nó không tha. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Chỉ là một con chim nhỏ xíu thôi mà chàng. Xin chàng bớt giận đi. Để thiếp kêu người chạy ra chợ mua cho chàng một con chim khác bự hơn, thậm chí 10 con hay là 100 con cũng được nữa. Nàng đừng có lải nhải nữa, ta không muốn nghe. Nàng cũng biết là con chim nó quý như thế nào không? Trời ơi, cơ hội làm vua của ta bị hai đứa con nàng cướp mất rồi, cướp mất rồi. À, cái gì? Ai làm vua? Chẳng lẽ chỉ vì bị mất con chim đó mà chàng nóng giận tới phát điên rồi hả? Thôi được rồi, bây giờ chàng vô nghỉ ngơi đi, để thiếp làm vài món ngon cho chàng tẩm bổ ha. Phu ra à. Nàng tưởng ta yêu nàng thật lòng sao? Nàng tưởng à? Không, bà tưởng bà còn đủ sức để quyến rũ đàn ông sao? Sở dĩ tôi tới đây tiếp cận bà là vì con chim quý đó. Bây giờ con chim nó không còn nữa, bà đã hết giá trị lợi dụng rồi. Bà đừng làm phiền ta nữa. Không, chàng ơi, chàng đang nóng giận quá cho nên mới nói vậy thôi, chứ chàng cũng còn yêu thiếp mà đúng không? Chàng bỏ qua cho thiếp lần này đi, thiếp hứa là sẽ hầu hạ chàng tốt hơn mà, nha chàng. Buông ra. Bà hãy lấy gương ra soi kỹ cái mặt bà lại đi. Tôi với bà tuổi tác quá chênh lệch mà. Bà đừng có nằm mơ nữa, không có ngày gặp lại đâu. Chẳng lẽ mình già thiệt rồi sao? Qua đó mà nghỉ đi. Dạ. Mệt quá. Nghỉ xíu đi, huynh mệt lắm rồi. Hai tên thanh niên trai tráng mà tại sao lại nằm ngủ mê man ở đây? Cả hai đều có tướng làm vua. Vậy thì ta phải mau mau đem về cung đình cho nó làm vua mới được. Nhưng mà như vậy thì dễ dàng quá đâu có được. Muốn được nể trọng thì phải được tôi luyện và chứng tỏ tài đức của mình thì thần dân nó mới nể trọng chứ. Như vậy á thì ta phải kiếm chỗ nào dầu sôi lửa bỏng. Ta thả hai chàng trai trẻ này xuống cho nó tôi luyện mới được. Hồ Biên! Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta đang nằm ngủ dưới gốc cây ở trên đỉnh đồi kia mà. Thiện ơi! Thiện!
Thiện ơi, có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không vậy? Chào bá. Cậu là ai? Cậu tìm tôi có việc gì? Lão bá. Ừ, con không biết tại sao con lại ở đây nữa. Con còn nhớ là con đi chung với một người em. Tôi nghe giọng cậu rất là lạ, không phải là người vùng này. Vậy cậu từ đâu tới đây? Con... Nhưng đây là đâu vậy lão bá? Đây là Tây Quốc. Hả? Tây Quốc? Ừ. Tại sao con lại lạc tới Tây Quốc? Cậu tới đây được bằng cách nào? Con cũng không biết nữa. Rắc rối rồi đây. Tôi thấy cậu chắc cũng là đổi lã rồi. Thôi bây giờ cậu ngồi đây đi, tôi vô tôi kiếm chút gì cho cậu ăn. Cũng không có gì nhiều đâu, đang mất mùa cho nên đói kém lắm. Loạn tới nơi rồi. Cậu ngồi đi. Dạ, đa tạ lão bá. Quên. Đại Quân, Đại Quân ơi, Đại Quân. Đại Quân, Đại Quân ơi, Đại Quân. Đại Quân ơi, Đại Quân. Chạy đi! Này, 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 có chuyện gì vậy? Nhanh đi! Nè! Này, 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 này! Này, này, cho tao hỏi có chuyện gì vậy? Mày bình tĩnh! Mau chạy đi! Chết tới nơi bây giờ! Tại sao? Tại sao cái gì nữa? Chẳng tin! Chạy đi! Chạy! Trời ơi, chạy đi! Coi, học trò Bạch Viện thư sinh mà cũng giỏi giang quá chứ. Con làm được mà lão bá. Nhưng mà con ước gì có việc gì làm công để đổi gạo cho lão bá đỡ cực hơn. Con cũng thấy rồi đó, đói kém mất mùa ai cũng khổ, đâu có còn làm được cái gì mà thuê mướn ai, đành phải lên rừng chặt củi bán thôi. Con ngồi ở đó chặt củi à? Chết tới nơi rồi, đi thôi. Ủa, đi đâu? Đi lên kinh thành đòi bọn gia lại, trả lại của cải cho dân nghèo. Tụi nó chỉ biết dơ vét tư túi mà thôi. Dân các đàn xã kéo đi đông lắm, chỉ có cách đó thôi dân đen mình mới sống được. Lão bá, vậy thì mình cùng đi. Đi đâu trên đường tới đó con gặp được em con? Được, dù sao cũng đã cùng đường rồi, ta đi với con. Có điều con là người xứ lạ, trên đường đi loạn lạc khôn lường, ai có hỏi á con cứ nói con là con của ta. Dạ, con mang ơn lão bá. Ừ, cha con không may mất sớm, nếu như lão bá không chê thì cho con xin được nhận lão bá làm cha nuôi nha, để sau này tiện bề chăm sóc. Ta thân già cô đơn, đột nhiên bây giờ có một đứa con khôi ngô tuấn tú lại văn hay chữ tốt như thế này, còn gì tốt hơn nữa chứ. Mình đi thôi cha. Đi. Được. Đi cha. Sư Huynh ơi, Sư Huynh.
Thanh kiếm có vẻ vừa tay ta đây, cứ cầm theo, chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng. Đại quân ơi, đại quân, đại quân ơi. Người phải cố gắng nha chủ soái. Tôi sẽ tìm mọi cách để đưa người về doanh trại. Người phải cố gắng sống để cùng dẫn dắt nghĩa quân. Cố gắng lên chủ soái. Khoan đã, tôi chỉ là người dân bình thường thôi. Sao ngài ấy trúng tên vậy? Không giấu gì hai người, đây là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa, bị lính triều đình truy sát, cho nên chủ soái của ta mới bị thương nặng. Coi như kế hoạch bị tan tành. Cho hỏi, kế hoạch của các vị là sao? Kế hoạch của chúng tôi là chiêu mộ dân nội loạn ở tứ xứ, rồi mới tiến về kinh thành hỏi tội bọn vua quan tham tàn. Chuyện là gì? Quân của triều đình là dân được đào tạo bài bản, vũ khí kiếm giáp đầy đủ, nên muốn đánh thắng phải có chiến lược và chiến thuật đàng hoàng. Nếu cứ dậy xông lên, khác nào đâm đầu cho chỗ chết. Ta chỉ là võ tướng bình thường thôi. Nếu ngươi có cùng ý chí, hãy cùng ta về doanh trại giúp ta được không? Tướng quân, để tính sau đi. Trước mắt hãy đưa chủ soái của anh về doanh trại nhanh để chữa trị. Đúng rồi, hai người giúp ta nha. Cứ như vậy, chúng ta tiến gần về kinh thành. Quân đi tới đâu, chiêu binh mãi mãi tới đó. Nhưng trước mắt, chúng ta hãy tìm một nơi để đóng quân. Nhưng điều quan trọng nhất là phải bảo toàn lực lượng tới khi quân ta hùng mạnh. Lúc đó, chúng ta sẽ chống trả với quân triều đình. Phải có kế sách rõ ràng như vậy, ta mới mong địch lại quân triều đình chuẩn bị lực lượng. Dạ, tiến lên. Dạ bẩm tướng quân. Nói đi. Hiện có mấy trăm người từ các làng kéo tới xin gia nhập. Tốt lắm, lực lượng của ta đang hùng mạnh. Ta tính như vậy, chủ soái đang bị trọng thương, không biết có bình phục được hay là không. Quân không tướng như rắn mất đầu. Ta thấy vậy, tạm thời ta phong anh bạn này làm chủ soái, dẫn quân về kinh. Các ngươi có đồng ý không? Chủ soái, 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 chủ soái. Đa tạ mọi người đã ủng hộ ta, ta quyết sẽ không phụ lòng mọi người đâu. Chủ soái, chủ soái, chủ soái, chủ soái, chủ soái. Hy vọng trong chuyến đi tới kinh thành lần này, ta sẽ tìm được đứa em thất lạc của mình. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ tìm giúp cho ngài.
Quán, đó kìa. Quán ơi Quán, gì? Con Trần Tinh nó đang nằm im, hình như là nó chết rồi. Nó chết rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi. Nhưng mà Quang, con chàng Tinh này chết, còn chàng trai này chắc là người giết chàng Tinh. Rồi sau khi con chàng Tinh chết, chàng trai này cũng chết luôn. Vậy cũng tốt. Quang, chàng trai này chết sao tốt? Ta là người phát hiện ra hắn đầu tiên. Ta có công đầu, và ta sẽ đem cái đầu con chàng Tinh này về dâng lên đức vua để mà lãnh thưởng. Ủa Quang, 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 ai lãnh thưởng Quang? Ta chứ ai. Ủa sao ngộ vậy? Người giết chết chàng Tinh là chàng trai này, đâu phải là Quang đâu. Đáng ra mình làm báo cáo lên triều đình là chính chàng trai này đã giết con chàng Tinh, rồi báo lại cho gia đình của chàng trai để họ được nhận thưởng hậu hĩnh. Người đúng là một người tốt. Và người tốt thì không nên sống lâu. Ngươi xuống âm phủ và tìm gia đình hắn. Còn bây giờ ngươi thật tài giỏi, ta không ngờ ngươi mà lại võ nghệ cao cường như vậy. Vậy là đất nước thoát đại nạn rồi. Dạ, tất cả là nhờ hồng đức của hoàng thượng. Ta sẽ làm đúng lời hứa. Truyền, chuẩn bị hôn lễ linh đình để ta gả con gái ta cho ngươi. Dạ, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Bẩm chủ soái, vua hoàng đã khiếp vía trước quy danh của nghĩa quân. Lớp đầu hàng, lớp bỏ chạy toán loạn. Được, được. Nhưng càng tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy thì càng tốt. Những tên nào mà xin hàng thì tha cho về đoàn tụ với gia đình. Đa tạ chủ soái đã xả thân cùng chúng thần trong cuộc chiến tranh chính nghĩa này. Nay đã giành được đất nước về cho dân nghèo, xin được tôn chủ soái thành hoàng đế. Quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Được, ta cảm ơn các ngươi đã tin tưởng, ta sẽ không phụ lòng các ngươi. Ta không có con trai nói giỏi, nay con ta được người chồng anh dũng, ta mừng lắm. Nếu con chứng tỏ được tài năng đức độ, sau này ta trăm tuổi, ta sẽ nhường ngôi lại cho con, chàng rể của ta. Đa tạ phụ hoàng. Bẩm tấu hoàng thượng, có một chàng trai trẻ tự xưng là người giết chàng Tinh, xin được cầu kiến hoàng thượng. Lão sược, ta là kẻ giết chàng Tinh, kẻ nào dám lộng ngôn. Dạ bẩm, không biết làm thế nào mà lính coi thành lại cho hắn vào tới đây ạ. Cho hắn vào. Dạ. Nếu là kẻ xảo trá dựng chuyện thì chém đầu không tha. Vâng lệnh hoàng thượng. Hạ thần xin bái kiến hoàng thượng. Trẫm miễn lễ. Đa tạ hoàng thượng. Tên kia, ngươi là ai? Kìa, phò mã bình tĩnh đi. Tôi chỉ tới đây để xin lại mũi kiếm gãy rồi đi. Sao ngài lại nổi giận vô cớ như vậy? Mũi kiếm gãy là sao? Bẩm hoàng thượng, hôm đó thần có giao đấu với chàng Tinh, có đâm vào đầu của nó một nhát, làm gãy một đoạn của thanh kiếm. Chỉ cần xẻ đầu của nó ra thì sẽ biết. Nếu đúng vậy thì ai là kẻ giết chàng Tinh? Bẩm hoàng thượng, chính hạ thần đã giết chết chàng Tinh. Tên này xảo ngôn, hãy chém đầu hắn đi. Xin hoàng thượng hãy cho một người vào đây để diện kiến. Cho vào. Dạ. Vào đi. Dạ, kẻ hèn xin tham kiến hoàng thượng.
Chậm miệng lại. Dạ. Thưa quan, chắc quan còn nhớ kẻ hèn này chứ? Dạ thưa hoàng thượng, hôm đó con với quan vào rừng để tìm Chàng Tinh. Đến nơi thì con Chàng Tinh đã chết, người này thì nằm xỉu kế bên. Thấy vậy quan lớn mới kêu con chặt đầu Chàng Tinh về báo cáo láo với hoàng thượng. Nhưng không ngờ quan giết con để diệt khẩu. Cũng may là con không chết, nhờ tráng sĩ này đã ra tay cứu giúp. Thưa hoàng thượng, chính chàng trai này đã giết Chàng Tinh chứ không phải là quan lớn đâu ạ. Bẩm hoàng thượng, hắn là tên Xảo Ngôn. Hoàng thượng đừng tin lời hắn, chính hạ thần đã giết Chàng Tinh. Hoàng thượng hãy cho chém đầu hai tên gian thần này đi. Dạ bẩm hoàng thượng, lời con nói là sự thật. Nếu hoàng thượng không tin á, thì hãy chẻ cái đầu Chàng Tinh ra là sẽ biết. Đồ lão toét hỗn xược, ở đây ai cho người là tiên? Bẩm hoàng thượng, hãy chém đầu hắn đi. Im miệng. Sự việc này ta sẽ suy xét tường tận. Ai có công ta sẽ thưởng theo lời đã hứa, ai có tội ta sẽ xử trảm không tha. Lính. Dạ. Chẻ đầu Chàng Tinh ra cho ta. Dạ. Khi quân phạm thượng, xin hoàng thượng khai ân. Quả nhiên trong đầu Chàng Tinh có lưỡi gươm của chàng trai này, bằng chứng vật chứng đàng hoàng. Ngươi còn nói gì nữa không? Dạ hạ thần biết tội, xin hoàng thượng khai ân. Xin hoàng thượng hãy tha tội cho hạ thần. Hạ thần biết tội. Ngươi cả gan cướp công của người khác, giết người diệt khẩu, lừa dối luôn cả ta. Tội ngươi đáng chết. Hoàng thượng. Đến đâu? Dạ. Giam hắn vào ngục, chờ ngài xử trảm. Dạ. Dạ. Hạ thần biết tội rồi, xin hoàng thượng tha tội. Xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng. Xin hoàng thượng tha tội. Con chàng trai trẻ, ngươi quả là bậc kỳ tài. Ta sẽ gả công chúa đúng như lời đã hứa. Tạ ơn hoàng thượng. Người đâu, chuẩn bị tiệc rượu để ta thiết đãi tân phò mã. Đúng lệnh. Tạ ơn hoàng thượng. Muôn tâu hoàng thượng, có quốc vương nước láng giềng cầu kiến. Được, truyền chỉ phải tiếp đón thật chu đáo để ban giao được tốt đẹp. Dạ bẩm hoàng thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Truyền lệnh tiếp kiến. Tuân lệnh. Bổn vương nước Lân Bang xin bái kiến hoàng thượng. Thiên đệ. Huynh. Cuối cùng ta cũng gặp được đệ rồi. Gặp lại được huynh, đệ rất mừng. Nhưng có một điều đệ vẫn không hiểu, tại sao huynh đệ chúng ta lại tách ra hai nước như vậy. Và một điều rất đặc biệt, cả hai chúng ta đều làm vua. Vậy mới nói, đúng là trên đời này có nhiều chuyện lạ không thể nói trước được. Chuyện lạ? Con chim khách. Nói như vậy á, là lời của ông đạo sĩ là sự thật. Hiền đệ, dù sao thì chúng ta cũng gặp lại nhau rồi. Ta có một bất ngờ cho đệ. Bất ngờ? Ừ. Bất ngờ gì vậy? Huynh làm đệ nôn nóng đó. Mời mẫu hậu. Thiện. Mẹ. Chuyện này. Mẹ. Để biết không, từ lúc ta lên làm vua, ta đã đưa mẫu hậu về sống chung với ta để báo hiếu. Nhưng mà mẫu hậu ngày đêm cứ trằn trọc nhớ đệ, ta rất là đau lòng. Nhưng mà hôm nay gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ. Mẹ vui mừng lắm. Lúc trước mẹ quá mù quáng, xem chút nữa làm hại hai con, làm gia đình mình ly tán rồi. Để biết không, từ lúc bên tên đạo sĩ đó gạt mẹ không thành, hắn ta còn đi lừa gạt rất nhiều người dân khác. Và sau đó những người dân đó tố cáo lên quan, và quan đã trừng trị hắn một cách thích đáng. Nhắc tới chuyện này mẹ thấy hổ thẹn quá. Kìa mẹ, dù mẹ có làm gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con mà.
và quan trọng hơn hết là giờ đây cả gia đình chúng ta đã sum họp. Đuổi người ta phải có chứng cứ đàng hoàng chứ. Tao có đầy đủ hết á. Lấy là dám kích động người làm của tao nghỉ chưa? Chứng là mày. Dạ nhưng mà. Hay là mày muốn nghỉ chung với tụi nó? Thôi dạ để con. Ông yên tâm. Ê hai thằng kia, ông nói cho hai thằng bay nghỉ luôn. Tại sao? Lý do gì? Đang trong giờ nghỉ trưa mà. Lý do đúng không? Lý do là tại hai thằng bay xuống thằng ngốc nghỉ, cho nên ông cho hai thằng bay nghỉ luôn. Hồi nào ai làm chứng? Hai thằng bay thông cảm đi. Ông bắt tao làm chứng, tao không làm ông cho tao nghỉ luôn, cho nên hai thằng bay thông cảm nha. Ủa bộ muốn đuổi là đuổi hả? Đuổi thì trả tiền lương đây. Giả sử người ta có ý đồ mà chưa làm, không lẽ giờ vô nhà nhìn thấy cái chum nấu rượu, cái nói người ta có ý đồ là nấu rượu lậu hả? Cái gì? Thằng nào vậy? Tôi đang nói chuyện, thằng nào sọt cái mỏ vô vậy? Cao hổng con. Ủa ông hả? Tụi bay ngon à, dám đồ tiền công nữa hả? Tao chưa kiện tụi bay xúi dục gia nhân của tao nghỉ chưa? Là tụi bay tránh được ở tù mọt gông là may cho tụi bay lắm rồi, hiểu chưa? Ông á, ông ăn ở thất đức như vậy á, thế nào cũng tán gia bại sản à. Nghèo mặt liệp. Đi. Ủa mày nghĩ cái gì mà sao mày không nghĩ là mày tán cho mặt nó cho tao? Con tán sao tới? Kệ, nó rủa thì rủa, nhưng tao không trả tiền cho nó là được rồi. Vậy là mình quá lời rồi ông ơi. Ngao, nghỉ trưa đi con. Vô, ông có một số việc với con. Dạ. Cao. Dạ. Có khỏe khỏe thì ra bữa củi thay thằng ngốc. Còn nếu mệt đi theo ông vô. Dạ. Ông vô trước đi, con theo sau. Vô mày. Dạ. Con rót nước ông uống nghe. Dạ. Ông uống đi ông. Ông uống cho mập thay ông đi ông. Mất dạ. Dạy hả mày? Kìa con, đứng chi cho mỗi chân. Ngồi đi con. Dạ thưa ông, con không dám. Thấy chưa? Dạ. Cái thằng biết điều dễ sợ. Nó biết thân phận nó ở đâu. Dạ. Ai như mày á. Còn sao? Ghế mà leo lên tự nhiên như vậy á. Dạ, dạ dạ ông ơi, sao hồi nãy á ông đuổi hai người kia vậy? Con thấy là hai người đó làm giỏi lắm luôn á. Ông ghét cái tật nhiều chuyện, dám kích động người làm của ông nghỉ trưa. Ông bực ông đuổi luôn, không trả nó một cắc nào hết trơn. Nói thiệt với con nghe, ở trong cái gia đình này ông là ưng ý con nhất á. Con nhớ nha, nhớ cái câu ông nói nha. Một khi mà ông đã đuổi rồi á, là ông không có trả lương một cắc. Ông ơi, vợ con nói á, là con làm cho ông cũng được 5 năm rồi. Ông cho con xin tiền công 5 năm đi, để con nghỉ. Sao được con? Con với ông gắn bó nhau 5 năm trời rồi, giống như cha con ruột thịt ở trong nhà. Con nỡ nói tiếng chia tay như vậy, ông nghe ông đau lòng đứt từng đoạn ruột, con hiểu không? Dạ, dạ con. Ôi, thật ra ta coi con như người trong nhà. Hen. Hay thôi bây giờ con cố gắng làm thêm 5 năm nữa đi. Là chẳng 10 năm. Lúc đó cái ông gom cái tiền công của con á, ông trả cho con một cục. Quả cái trời. Con đem về cho vợ con á, xài thoải mái. Thank you.
cái gì mà mình vui vậy? Có gì ơi nè. Mà mình đã nghĩ chưa? Phú ông đã trả đủ tiền, đủ 5 năm cho mình chưa? Đâu có, tôi đâu có nghĩ được. Sao vậy? Tôi đã nói mình là nghĩ kiếm việc khác làm mà. Làm với ổng 5 năm rồi, không có lấy được đồng bạc nào hết á. Đỡ như ổng quỵt luôn, là mất công tôi đó. Ông chủ không có quỵt tôi đâu. Vợ biết không, ổng á hả, ổng coi tôi như người nhà vậy á. Ổng cho tôi gạo ăn luôn nè. Đó. Trời đất ơi, mới gạo mốc này mà mình cũng gọi là gạo hả? Mà ai nói ổng coi mình như người nhà vậy? Thì chính miệng ổng nói luôn. Trời ơi, ổng nói vậy mà mình cũng tin nữa hả? Sao không tin? Hả, tôi nói cho vợ nghe nè, ổng là ổng đuổi hai người kia trước mặt tôi luôn, không trả tiền công luôn á. Tôi hả, là ổng nói là ở trong cái nhà này nè, là không, là nhà của ổng á, là tôi là người làm việc được nhất, tôi không thể nào xa ổng được. Ổng nói mà ổng muốn khóc luôn á. Thiệt tình á, sao có người khờ như mình vậy không biết nữa. Nghĩ đi ông ơi. Không có nghĩ được đâu. Nghĩ là hả, ổng buồn lắm. Không có tôi là ổng không chịu nổi đâu. Ổng nói là bây giờ hả, ở thêm 5 năm nữa đi, cái ổng sẽ trả tiền 10 năm luôn, về tha hồ mà đưa cho vợ xài. Chắc tôi chết với mình quá. Không có chết đâu, 5 năm lẻ lắm. Là 5 năm là 10 năm là lấy tiền cho vợ xài đã luôn. Thời gian thấm thoát trôi qua mà đã hết 5 năm rồi. Làm sao phải giữ cái thằng này nó dìa nó làm công cho mình suốt cuộc đời đây ta. Đau đầu quá. Cao à. Dạ, có con. Việc ông giao cho con sao rồi? Dạ, con đã chuẩn bị cho ông xong rồi ạ. Ừ, để đó đi. Lát đưa cho Ngọc. Dạ, ông ơi. Hử? Cho con hỏi cái này cái nha. Cái gì? Hồi đó vợ, con đâu thấy ông cho không ai cái gì đâu. Mà sao bữa nay... Ông đừng có nói với con là ông bắt nó làm đêm nha. Con thấy nó kiệt sức lắm rồi đó. Mày á, mấy hôm ra tao để ý mày đó nghe. Tao cảm giác mày mến mến thằng ngốc làm sao á. Mày đừng có nói với tao là mày... Trời ơi. Tao nói cho mày biết, đối với tao không có hai cái từ tự nhiên trong đầu tao. Mày coi nè, mày coi nè. Ông ơi, ông, con gánh nước đầy xong mấy cái khạp nhà mình rồi đó. Ông biết, ông thấy chứ. Dạ. Cho nên ông mới kêu thằng Cao nè, chuẩn bị mớ khô cho con đem về cho vợ con, rồi hai vợ chồng ăn bồi dưỡng lấy lại sức. Ông nhớ bữa nay là hết 10 năm luôn hả ông? Nhớ con, chứ. Con tính vô lại xin ông cho con nghỉ nè. Trời ơi, ông nhớ hết á. Con làm việc với ông á nghe. Ông nhớ từng giờ, từng ngày, từng tháng luôn. Dạ. Thiệt. Từng ngày, từng giờ, từng tháng mà nó trôi qua, ông đứt từng khúc ruột luôn á, con thấy không? Nhưng mà ông ơi, vợ con nói á, là kỳ này dứt khoát phải xin ông nghỉ. Vợ chồng con xa nhau nay 10 năm rồi á ông. Có gì đâu mà 10 năm. Ông còn nhớ là cứ mỗi lần mà 5 năm á, ông có cho con về thăm vợ, đúng không? Dạ, dạ đúng. Kỳ này ông cho con về với vợ con á, hai không, ông cho con về thăm vợ con 3 ngày liên tục luôn. Rồi cây con quay trở lại làm với ông. Nghe, ông nói cho con biết, con xa vợ con á, vợ con nhớ chỉ có một. Còn con mà xa ông á, ông nhớ tới 10 lần. Ông ơi, con nghĩ coi, vợ của con trước sau gì cũng là vợ của con. Con đi đâu quanh quẩn cả cuộc đời thì con cũng phải trở về với vợ con, đúng không? Ông với con đâu có ràng buộc pháp lý gì đâu. Rồi mày cũng bỏ ông à, thì ông đâu có làm gì con được ha. Nghe tới đó mà đau lòng á.
con hiểu không? Ông nói vậy con nghe con khó xử quá. Có gì đâu mà khó xử. Con về á, con nói với vợ con á, ở cho ông chủ thêm 5 năm nữa. Lúc đó ông trả tiền công cho con á 15 năm. Thấy không? Hai vợ chồng con giàu to luôn. Ở tới 5 năm nữa hả ông? Ừ. Mình nói sao? 5 năm nữa hả? Ổng á, ổng tình nghĩa với mình á là mình phải tình nghĩa lại á, mình không bỏ ổng được đâu. Ổng á, ổng nói bây giờ mà bỏ ổng á là ổng chết luôn á. Trời ơi, ổng nói như vậy mà mình cũng tin được sao? Tin chứ sao không tin. Ổng á hả? Ổng nói với tôi á là bây giờ con mà về là con phải đi kiếm việc khác con làm thôi. Chi bằng là con làm thêm trong 5 năm nữa, ông trả con 15 năm luôn. Lúc đó hả, mình giàu có rồi, mình không cần phải làm gì nữa. Mình ơi, mình có biết là vợ chồng mình xa nhau 10 năm rồi không? Rồi còn con cái nữa. Bây giờ con cái hả, bây giờ mình đẻ ra mình nghèo quá, mình cũng đâu có nuôi được đâu. Vợ á, vợ cho tôi đi làm đi, làm thêm 5 năm nữa tôi lấy tiền về, cái lúc đó hả vợ tha hồ mà đẻ như cũng được á. Với lại có tiền á, mình cho con cái mình bằng bạn bằng bè chứ. Ê, bây giờ mình cho tôi làm 5 năm nữa đi. Đi cho mình 5 năm nữa thôi. Một lần nữa thôi đó nha. Hay quá. Bây giờ á, mình làm thêm 5 năm nữa là 15 năm. Lúc đó vợ chồng mình giàu có rồi. Chồng, lẹ lên, qua đây. Ra đây. Ủa mình, bộ có chuyện gì mà mình tới tận đây tìm tôi vậy? Mình có nhớ hôm nay là ngày gì không? Bữa nay là ngày Dậu Thân. Mà khó quá. Bây giờ về gì mình nói đại đi. Lại quên nữa rồi. Bữa nay là tròn 15 năm rồi đó. Cái đó là tôi nhớ mà. Mỗi năm ngày này á là mình cứ bắn tin cho tôi biết, làm sao tôi quên được. Với lại hả, mấy năm nay á, tôi thấy tôi mệt quá. Mỗi lần tôi làm gì á thì tay chân tôi mỏi hết. Mình biết mệt rồi sao? Nghe tôi á, nghĩ 5 năm trước có phải là khỏe hơn không? Thôi, nhưng mà mình nhớ là tốt rồi. Mình vô xin nghỉ đi. Rồi còn lãnh lương nữa. Đếm cho kỹ nha không? Biết rồi mà. Nhưng mà lỡ ổng năn nỉ nữa thì sao? Ổng năn nỉ hả? Cho ổng năn nỉ luôn. Bây giờ mình quyết định nghỉ rồi. Tốt rồi đó. Nhưng mà còn nếu như ổng khóc, ổng đòi tăng lương thì sao? Thì là... Nè, tôi không cần biết mình làm gì. Hễ như mà mình ở lại một lần nữa là coi như tôi với mình xong luôn đó. Khỏi vợ chồng gì nữa hết á, nghe không? Mình nói gì vậy? Tôi biết rồi. Yên tâm đi. Chứ mình tính đi, lấy nhau á 15 năm 6 tháng, mà hết 15 năm mình ở với ổng rồi. Mình thương ổng á, mình ở với ổng luôn đi, khỏi phải về. Ông ơi, bữa nay vừa tròn 15 năm của thằng Ngốc á. Vậy thì ông có chuẩn bị bữa cơm hẩm cá thiêu để nó ở lại làm nữa không ông? Chuyến này nó không ở lại nữa đâu. Ủa sao ông biết? Nhìn kìa. Bây giờ á, vợ đứng đây đi. Bây giờ á, tôi vô tôi gặp ổng á, tôi lấy tiền 15 năm luôn. Xong rồi á, tôi đưa tiền cho vợ. Vợ thấy được không? Ý ông nói là bây giờ có vợ chỉ bảo hả, nên nó kiên định sáng suốt, nó dứt bỏ ông luôn đúng không? Con vợ khôn lấy thằng chồng dại, thay cũng tội chứ. Nhưng mà khôn cỡ nào khôn, làm sao qua ông được con. Hay. Nhắc vô. Dạ vô. Thôi bây giờ mình đi về đi nha. Nhưng mà mình nhớ nghe không? Biết rồi. Nhớ lời tôi dặn đó. Tôi biết rồi mà. Dạ. Ông ơi, con gánh nước đầy nguyên cái ao sau nhà mình luôn rồi đó. Ông cho con lãnh tiền công 15 năm rồi để con xin đi về. Như vậy là con muốn dứt áo ra đi thiệt rồi đúng không? Dạ, con cũng đâu có muốn. Nhưng mà vợ con nói á, nếu mà con không về á là nó bỏ con đi luôn á ông. Thôi giận vậy. Nếu như ông tăng thêm cho con 2 quan nữa, con thấy làm sao? Dạ, vợ con có nói là dù ông có làm gì á, con cũng không được ở lại. Ông thấy con á là con đâu có được khôn. Tại vì á, con lấy được nó là con cũng may cho cuộc đời con lắm rồi.
Nó mà bỏ một cái là không ai thèm lấy con luôn á. Thôi được rồi, ông đã nói hết lời rồi, nhưng mà làm sao giữ được người muốn ra đi? Dạ. Ông đã chuẩn bị sẵn lương cho con rồi nè. 15 dạ. năm làm công của con á, ông quy đổi ra vàng cho con luôn, để con cầm cho nó gọn. Chứ tiền công 15 năm tính ra tiền á, nó còn đóng gì nè, con giác sao nổi. Vậy vị chi 15 năm tiền công của con á, nó được ba nén vàng rồng đây. Dạ, của con. Cảm ơn ông. Lần đầu tiên con thấy được vàng luôn á ông, được ba nén luôn. Dạ con cảm ơn ông. Bây giờ con vô trong, con xếp đồ, con đi về nghe ông. Ừ. Dạ tôi về nghe anh Cao. Anh ở lại, anh ráng ăn để anh Cao giống như tên của anh vậy đó. Thật gì à, nói gâu nghe đây bay. Không nữa. Ông. Vậy là bữa ông kia con mua ba nén vàng giả là... Chứ tao đưa vàng thiệt nó có biết đâu. Ủa? Vậy còn công 15 năm trời người ta làm ở đây thì... Mày hay quá. Mày thương nó quá. Mày thương nó quá, mày nghỉ việc ở đây đi. Mày rủ nó buôn bán cá mà ăn. Nè, giờ tao mới để ý nghe. Hồi tao kêu mày về đây làm á, ha, có chính tắc à. Mày ăn giọng cái kiểu gì bây giờ mày cao lên hết hai tấc mày hả? Ăn cố vô nè, đừng có nghe lời cái thằng đó, nó là thằng ngốc. Mày nghe lời nó rồi mày tin sái cổ đi, rồi mày ăn cho mày cao giống như cái tên của mày đi, chết mày với tao à. Tao kiểm tra tao thấy kho gạo mất nhiều lắm rồi đó. Có đâu, không nói sao á, mỗi lần con ăn á có sao tô chứ nhiều. Trời ơi, ít quá ha. Cái gì, suốt 5 năm trời nay lưng ra làm quần quật vậy đó mà chỉ được có một nén vàng thôi sao? Cái này là ba nén vàng lận á. Thì một cái là 5 năm, không phải 15 năm là ba nén là đúng rồi. Thì đúng rồi, là ba nén nè. Trời ơi, người ta đi làm cũng ít nhất là một năm được một nén, 15 năm vị chi cũng được 15 nén, chứ sao lại ba? Thôi rồi, mình bị lão già keo kiệt đó, lão lừa mình rồi đó. Nhưng mà cái này là ba nén vàng lượng, đâu có ít ỏi gì đâu. Cũng chẳng có đòi gì được đâu, coi như cũng có một chút vốn liếng. Nghĩ cách mình đi làm ăn đi. Hay là bây giờ tôi đi buôn đi. Nghe nói á là đi buôn lời lắm luôn á. Nhưng mà buôn gì mới được chứ. Vậy để tôi lân la ra bến đò á, tôi coi người ta buôn gì á cái tôi buôn. Được không? Tôi chỉ sợ mình á, thật thà quá, ai nói gì thì nghe vậy, mấy ngày thì cũng hết vốn thôi. Tôi đâu có ngu đâu, ra đó hả, tôi hỏi người ta cái gì mà buôn có lời á thì tôi buôn cái đó. Tôi biết mà, bây giờ mình đừng có lo ha. Bây giờ nè, tôi nè, nhìn tôi nè, bây giờ tôi đã trở thành một thương buôn rồi, chứ không phải là một thằng ở đợ nữa. Dạ thấy được không? Ông anh chờ đò hả? Chờ lâu chưa? Cũng khá lâu. Tôi mới tới. Nè, ông anh khăn gói định đi đâu vậy? Tôi đi buôn, tôi là nhà buôn, không phải ở đợ. Còn ông anh đi đâu đó? Tôi hả? Tôi làm nghề thợ bạc. Ông anh buôn cái gì mà bộ có cái gì quý lắm ở trong đó hay sao mà anh cứ ôm cái tay nải dữ vậy anh? Cái này á không phải đồ buôn đâu, mà là vàng vốn liếng á. Vợ tôi dặn á là phải giữ kỹ, để mất á là nghỉ buôn luôn. Anh đi buôn bằng vàng, nói vậy vốn anh coi bộ cũng dồi dào dữ ha. Đi buôn là vốn phải giữ chứ, mà vốn lớn á thì mình mới chơi lớn được. Mà tôi thấy ông anh chân thật nên tôi nói cho ông anh biết ha, là
Ở trong này không có gì đâu, không có gì đâu. Ai mà khờ khờ á mới lại giật cái này của tôi á. Ở trong này không có gì đâu, tôi để vàng ở đây nè. Ông anh thông minh quá ha. Nè, cho ông anh coi luôn. Đây đó, ba nén vàng. Tôi ở đợi 15 năm mới có được á. Ông anh, có gì đâu mà phải ngại, tôi với anh đều là dân buôn với nhau, quý không hết nữa. Rồi đây, coi đi. Ừ. Chắc là chưa thấy bao giờ chứ gì. Ba thứ đồ giả này mà nói tưởng thật, còn dám xưng là nhà buôn đấy chứ. Cái thằng này bị chơi một vố nặng đây. Ở đợi 15 năm trời mà đổi lại ba nén vàng giả. Giỡn nó chút xíu coi nó ngu cỡ nào. Ông anh nè, ông định mua cái gì vậy? Tôi đang nghe ngóng. Ông anh biết mua cái gì có lợi, ông anh chỉ giùm tôi đi. Theo tôi như vậy, ông nên đi lên kinh thành đi. Ở đó giao thương tấp nập, tha hồ mà lựa chọn. Mà quan trọng hơn là mình ngao du kinh thành một chuyến. Hay, sao tôi nghĩ không ra ta. Tôi phải chạy kinh một chuyến. Mà nè, tôi cũng nói cho anh biết, ở trên kinh thành á, trừ những người thương gia và những người buôn bán lớn, chứ còn những cái người mà dân ngu khu đen như tụi mình á, cầm vàng lên đó buôn bán khó lắm, người ta sẽ nghi ngờ mình. Tôi tính vậy nè, không ấy ông đổi ra bạc đi, rồi lúc đó mình sẽ tiện bề trao đổi hơn. Mà quan trọng hơn á, người ta sẽ không dòm ngó và nghi ngờ mình. Nói vậy thôi, tôi sẵn đem theo đây nè, có gì tôi đổi giùm cho ông anh. Cứ một nén vàng á là hai thỏi bạc, thấy làm sao? Được không? Một nén vàng hai thỏi bạc. Ừ. Tốt. Tôi mới vừa ra khỏi nhà là gặp Mai rồi. Thật ra anh em cũng là dân đi buôn với nhau, thì tôi đổi giúp cho ông anh thôi. Chứ bây giờ tôi phải chạy về nhà, tôi lấy thêm bạc, tôi đổi lại cho mấy ông bạn của tôi nữa. Thì nói chung tôi cũng mệt lắm, hiểu không? Ông anh đúng là có tấm lòng vàng á. Ông anh giúp đổi giùm tôi đi. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, đây nữa là 6, đủ ha, đúng không? Bây giờ tôi sẽ nhận lại 3 nén vàng của anh. Nè, đa tạ ân nhân đã chỉ đường đi nước bước giùm tôi, mà còn làm cho tôi thuận lợi giao dịch nữa. Cầu trời phù hộ cho ân nhân. Thôi, anh ngồi đây đợi nha, tôi tranh thủ chạy ù về nhà một cái lấy bạc đổi thêm, để không thôi lên trên đó mà không đủ bạc thì hết kỳ. Đa tạ ân nhân. Ân nhân ôm cái. Rồi. Thôi lên trên đó gặp nha. Đa tạ ân nhân. Ân nhân cái đầu mày, cầm sắt tưởng vàng, cầm chì tưởng bạc mà đổi đi buôn. Vậy đây, ai mua giấy không? Giấy thượng hạng hảo hạng đây. Có ai mua giấy không bà con ơi? Mua giấy không anh? Giấy hảo hạng nè. Thôi không mua đâu. Dạ. Nặng quá. Mua giấy không anh? Giấy hảo hạng luôn. Bán lẻ chứ. Thôi tôi không mua đâu. Vậy đây bà con ơi, giấy thượng hạng hảo hạng đây. Ngờ kỹ họ cò gái này, người ta đâu mua giấy làm chi. Ước gì giờ có người nào á mua mão á, bán thả bán đổ cho hết cái đống này, xong đổi nghề, chứ ăn than hoài mệt quá. Chị gì? Mua giấy chị. Mua chú giấy ơi. Giấy tốt lắm. Giấy thượng hạng luôn đó. Thôi tôi không có mua. Không nhận lạ, cái dân này mai xài giấy hết trơn. Mệt. Ông anh ơi. Gì vậy?
Ông anh cảm mạo thương hàn hay sao mà nằm đây vậy? Buồn ngủ chứ cảm mạo thương hàn gì ông anh? Giữa đường nắng quá vô đây nghỉ chân thôi. Ủa, chẳng hay ông anh đang trên đường đi Thiên Lý hay là đi đâu mà ôm khư khư tay nãy vậy? Ông anh đúng là tinh mắt. Tôi là nhà buôn ở xóm Hạ, bên đây là trên đường đi chảy kinh để tìm mối làm ăn. Nhà buôn hả? Buôn gì? Chưa biết nữa, mà phải lên kinh để coi cái gì mọc đắt nhất là để tôi buôn cái đó. Ông anh buôn cái gì vậy? Buôn lụa. Lụa này được tàu buôn ở bên tàu á chở qua á, có nhiều tôi lấy hết á, nên có mình tôi có à. Hay quá, ông anh là buôn lụa ở bên tàu luôn á hả? Đi buôn á là phải kiếm hàng độc á mới đắt hàng chứ. Đây á là thứ loại lụa hảo hạng nhất á trong các loại lụa trên thế gian này á. Lụa này á chỉ dành cho vua chúa thôi á, ta gọi nó lụa lụa gió á. Ông anh làm tôi tò mò quá, cho tôi coi được không? Ông cứ tự nhiên. Lạ thiệt, lụa sao như tờ giấy vậy? Vậy mới độc. Lụa mà giống lụa tầm thường rồi. Thứ này ở trên kinh đặt hàng á, tôi bán không xuể luôn á. Trên đó chuộng lắm. Nhưng mà trên đó xa quá nên tôi chỉ bán loanh quanh đây thôi. Biết là lát vào làng á bán không kịp á, nên tôi ngủ lấy sức thiệu anh tới á. Hay quá, ông anh đúng là biết lựa hàng luôn á. Mình bán là mình phải bán hàng độc. Bữa nay tôi đi một ngày là tôi học một sàn khôn luôn. Nhìn ông anh vậy là tôi hiểu rồi. Nhưng phải từ từ. Nguyên tắc á, buôn bán á, là không được lộ nghề. Mà tôi thấy ông anh thật thà quá, nên tôi hỏi ông anh á, có ý mua á, thì tôi chia cho anh lên kinh bán. Ông anh nói thiệt hả? Vậy tôi lấy rồi ông anh bán gì? Thì tôi lấy nữa tôi bán, coi như là tôi giúp anh để lại công đức đó mà. Tôi nói ông anh nghe nè, tôi đi buôn á, nhưng mà vợ tôi á sợ tôi đi là bị người ta lừa lọc. Nhưng mà tôi đi tới đâu á là tôi gặp người tốt tới đó luôn á. Bây giờ á tôi có 6 nén bạc nè, tôi đưa cho ông anh là tôi lấy bao nhiêu lụa. Cái này là chị mà, hồi sẵn mình cần chị trẻ rồi, bán đại đi. Bao nhiêu đây cũng chẳng đáng là bao. Nhưng mà nghĩ là bạn hàng cho bán làm quen, mai mốt còn gặp nữa, tôi đổi cho anh luôn cả gánh á. Nè, nghe tôi chỉ nè, khi đi bán á, mỗi một vuông là một quan tiền nghe, hiểu chưa? Nhưng mà cái này là bao nhiêu vuông? Thì anh bây giờ ngồi xuống để đi, hào hồn đi. Anh tốt bụng quá, tốt bụng quá, tốt bụng quá. Đa tạ anh nha. Tốt bụng quá. Tôi đi ra. Đi cẩn thận nha, mua mai bán đắt nghe. Đúng là cầu gì được nấy. Tự nhiên xuất hiện thằng điên ở đâu từ trên trời rơi xuống, mua hết củ nợ mình luôn. Chứ này lời to à. Cái của tôi quay đẹp quá Quỳnh. Của tôi cũng đẹp nè, thấy không, quay đều ha. Quỳnh coi cái của tôi quay mạnh quá trời nè. Cái của tôi cũng quay nè. Tôi nói mà, gió càng mạnh đó thì quay càng nhanh đúng không? Gió mạnh quá. Quay. Hai chú em ơi, cái đó là cái gì vậy? Anh không biết cái này sao? Cái này là... là cái thiên địa giận. Thiên địa giận? Nghe lạ quá, hồi đó giờ tôi chưa thấy luôn á. Mà cái này để làm gì vậy? Cái này quý lắm nha, nhờ có nó mà thông thiên đạt địa. Thế gian này á, có chuyện gì á là cũng thấu rõ trước tiên. Vô giá đó, hiếm lắm. Cho tôi mượn được không? Được. Công nhận số bình đỏ thiệt, toàn gặp thứ quý hiếm có 102 không. Làm sao để có được cái thiên địa giận này để bán? Nói vậy chứ anh có thích không? Nếu thích á thì để tôi để cho anh. Nhưng mà phải nhiều tiền mới được á nha. Đúng rồi. Bán cho tôi thiệt hả?
Tôi không có tiền, nhưng mà tôi có là cái gánh lụa gió nè, cũng có 102 luôn á, cứ mổ vuông á là một quan á, cứ bán nhiều cứ bán nè. Bây giờ mà hai chú em có đồng ý á thì mình đổi đi. Lụa gió nữa hả? Ừ. Ê, kỳ này là tụi mình trúng lớn rồi đó, đang cần muốn chết luôn. Ý hay á. Được không? Thôi được rồi, giờ vậy đúng ra là phải nhiều hơn, nhưng mà giờ hai đứa tôi chịu thiệt nên đổi ngang cho anh. Thôi nè, thôi rồi lấy đi đi. Tôi đi. Có hai thúc lưng mà phải lấy hai cái. Hai luôn. Thấy tôi khôn không? Khôn, khôn quá. Cảm ơn hai chú em nha. Chào anh. Thôi đi đi. Chào ha. Tụi mình đang cần giấy, tự nhiên gặp ông nổi khùng, khỏi phải tốn tiền mua, đúng không? Ta nói hai thúng luôn á. Càng nhìn gần thấy hai cái thiên địa giận này đẹp thiệt, nó cứ quay hoài à, nó quay không biết mệt luôn. Cái này tha hồ bán giá hời, thiên hạ sẽ tha hồ lát mắt. Công nhận ta nể phục ta thiệt, ta thông minh quá. Đẹp quá à. Ờ đẹp ghê á. Lão hả? Lần đầu tiên á, ta mới thấy con ngựa trời này á, nó màu xanh mà còn có ánh tí tí nữa kìa. Ờ công nhận là lạ thiệt á. Coi chừng nó bay mất nha. Cái gì mà bí mật dữ vậy ta? Trời nó đẹp quá mày ơi. Cái gì mà còn sợ bay mất nữa? Cái gì mà quý dữ vậy trời? Coi chừng nó bay á. Ê, ê hai đứa, cái gì vậy? Cho chú coi với. Thôi không cho đâu. Cho coi đi, cho coi một cái thôi. Không, lỡ như bay mất thì sao? Ừ đúng rồi. Trời ơi, cái gì, cái gì mà quý dữ vậy ta? Ờ ngọc lưu ly đeo vô hả? Mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, trên đời chỉ có một thôi, vua cũng không có đâu. Hay giờ vậy đi, bây giờ chú có hai cái thiên địa dẫn đây nè, rất là quý hiếm luôn, bây giờ đổi không? Thiên địa dẫn hả? Đúng rồi hả? Cái này á là thông thiên đặc địa luôn á. Thấy nó quay nãy giờ không ngừng luôn không? Ê, cái này là cái trung trống mà ông nói là cái thiên địa giận, ông này ông khùng rồi đó. Đổi không? Đổi thì đổi, mình lấy hai cái trung trống chơi đổi cái con ngựa trời này, ngoài đồng thiếu gì. Ngày mai bắt con khác, chứ để ông mở ra ông thấy con ngựa trời rồi ông đổi ý, ông không chịu đổi thì sao? Đổi thì đổi, nhưng mà nhớ nha, về nhà mới được mở ra, không thôi á nó bay lên trời á. Đừng lo, chú khùng lắm. Đây nè anh cầm đi. Rồi nha, trao đổi rồi đó. Đa tạ nha. Đa tạ. Có cái viên ngọc quý này mình đem lên dâng cho vua, thế nào vua cũng thích à. Được lên kinh mà còn gặp được vua nữa, ngốc mình nhất xứ ai bằng. Hoàng thượng rời cung cũng đã lâu, e triều thần thắc mắc. Thần nghĩ bệ hạ nên về cung đi. Người quân tử là cội nguồn của trị bình, còn kẻ tiểu nhân là thêm bậc của họa loạn. Ta dùng người quân tử loại bỏ kẻ tiểu nhân, nếu không đi thị sát thì làm sao thấy được sự ách tắc của quan lại đối với dân chúng. Thân ta không đáng gì đâu, ngươi đừng có quá lo. Dạ con mời quan. Dạ đầy đủ của quan. Dạ thưa quan, dạ hôm nay quan cho con xin ít tiền. Mấy đợt trước quan đến đây nhậu xong quan bỏ về không à. Kiểu này chắc con cục vốn quá quan. Cái gì? Nhà ngươi mới vừa nói cái gì đó? Muốn chết hả? Biết ta là ai không? Dạ bẩm quan, con biết quan là ai, cho nên con đã dọn những thức ăn ngon nhất để đãi cho quan, mà chỉ lấy có nửa giá. Dạ bẩm quan, tội nghiệp con lắm, nhà con buôn bán xu cao thế nặng quá. Cái thằng này nó to gan thì dám kể lễ hả? Chết hả? Đóng mới có chút định thuế
lâu lâu mới tiếp đãi ta một lần mới bán được. Bây giờ nhà ngươi muốn bán hay là muốn dẹp cái quán này hả? Dạ, nhưng mà quan ơi, làm quan thì làm quan, ăn phải trả tiền chứ. Đúng rồi, trả tiền cho ta bên đi. Kia, ông muốn chết hả? Còn ông nữa, ông muốn dẹp quán hả? Khôn hồn thì cút đi. Dạ. Thôi, mình đi về. Về đi. Không rót rượu à? Dạ, cho tôi gửi. Dạ, cảm ơn quan khách. Dạ. Dạ mời quan. Chủ quán, cái quán này có gì ngon nhất đem hết ra đây cho tôi đi. Lẽ? Dạ. Đem hết đi. Dạ, quán này phải trả tiền trước. Quý khách đưa tạm bổn quán hai quan. Ông coi thường tôi á hả? Tôi nói cho chủ quán biết á, tôi chuẩn bị gặp vua để dâng ngọc á. Nè nè, cái này là viên ngọc lưu ly. Cái này mà vua có được á hả, là mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp. Huống chi là ba cái đồ ăn rẻ tiền ở đây. Không những vậy mà viên ngọc này còn biết bay nữa. Sợ chưa, thấy ghê chưa? Gọi mấy miếng ăn có nhầm nhò gì đâu. Dạ. Bận đồ đẹp quá vậy. Ngọc đâu? Mở thử cho ta coi coi. Không được đâu. Tôi đi làm được 15 năm được 3 nén vàng, đổi 6 nén bạc, rồi đổi được gánh lụa gió, đổi tới hai cái thiên địa giận rồi mới đổi được viên ngọc này đó. Đâu có cho ông coi được. Mày khùng hả mày? Mày nghĩ mày là ai? Mày là một thằng khố rách áo ôm mà mày đòi đi gặp thiên tử hả mày? Mày biết quan lớn cỡ nào mới được gặp vua không? Cỡ ta như vậy còn chưa được gặp vua nữa kìa. Nhưng mà tôi dâng ngọc cho vua là tôi phải được gặp vua chứ. Đưa đây. Nhưng mà tôi phải dâng cái này cho vua đó. Tôi phải dâng cái này cho vua đó. Ủa, ngọc đâu? Trời, con gì nó bay ra vậy? Rồi viên ngọc đâu? Cái viên ngọc tôi bay mất tiêu rồi. Trời, mày... tôi làm được 15 năm lần đó. Mày nói cái đó là viên ngọc á hả? Đúng rồi. Tôi làm được 15 năm tôi mới được cái đó. Anh đợi tôi đi. Khùng. Đợi tôi đi. Đưa lại. Đưa ngọc cho tôi. Đã trả lại cho tôi. Ngày mai triệu kiến cả hai tên đó cho ta. Dạ. Tôi chỉ muốn gặp hoàng thượng thôi mà. Chuyện gì cứ vô gặp vua rồi biết. Làm gì xô tôi đi vậy? Đừng có nhiều lời. Đi. Ngươi. Ông. Ông ở trong quán hôm qua. Cái tên lính kia. Nhà ngươi nói hoàng thượng triệu tập ta vô, tại sao không cho ta vô chính điện để diện kiến hoàng thượng hả? Ngươi đủ tư cách để bước vào sao? Gặp hoàng thượng sao không chịu quỳ xuống? Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế. Cầm miệng lệ. Các ngươi hãy bình thân. Dạ, đội ơn hoàng thượng. Người là hoàng thượng trong quán ngày hôm qua hả? Phải. Ta chính là người ngươi cần gặp đây. Ta muốn nghe ngươi nói rõ sự tình. Dạ dạ. Dạ bẩm hoàng thượng, hôm qua hạ thần có mắt mà như mù, không biết hoàng thượng cải trang để đi di hành, tội thật đáng chết. Mong hoàng thượng mở lượng hải hà mà tha cho. Ngươi nói không sai. Một quan tham nhũng nhiễu ức hiếp dân lành như ngươi, có chết vạn lần cũng không xứng. Nhưng cứ từ từ đã. Trẫm muốn nghe anh chàng này nói. Dạ, muốn tâu hoàng thượng, hắn là... coi bộ tên mập người nôn chết lắm phải không? À, dạ không, đâu? Dạ không, dạ không, không, không nói, không nói nữa hoàng thượng. Dạ không nói nữa. Dạ, dạ bổng hoàng thượng, hôm qua là hoàng thượng cũng thấy rồi, là con đi làm 15 năm, rồi con được 3 nén vàng, xong rồi đổ được 6 nén bạc, rồi con đổ được một cái gánh lụa gió, rồi xong rồi được hai cái thiên địa giận, xong rồi mới đổ được cái viên ngọc lưu ly quý hiếm ở trên đời để dâng cho hoàng thượng. Nhưng mà cái ông này á, ông làm mất của con rồi. Ở đợi 15 năm trời, rốt cuộc đổi được ngọc lưu ly để đem dâng cho ta. Ngươi muốn đổi lại món gì? Chức tước hay là vàng bạc hay điền địa? Dạ con không có muốn gì hết. Con được biết là vua không có được cái viên ngọc lưu ly này, cho nên con muốn tiến cho vua để gặp vua một lần cho thỏ. Tại vì ở xứ của con chưa có ai gặp được vua hết. Chỉ có vậy thôi sao? Dạ muốn tâu hoàng thượng là... Ngươi nín hay là... Dạ chỉ vậy thôi. Nhưng mà ông này ông là mất của con rồi. Ông đền cho tôi đi. Mày điên hả? Ông đền cho tôi. Mày
mày ra khỏi đây, chết thằng mày. Em để coi cái thân mập của ngươi có còn sống ra khỏi đây không. Dạ dạ thưa hoàng thượng, hoàng thượng kêu ổng đền cho con đi, để con về với vợ con. Chuyến này con hứa là con không đi buôn nữa đâu, con còn phải mua ít nếp nữa. Vợ con nói chừng nào về là để mua nếp để cho vợ con làm bánh dày. Ông đền tiền để tôi mua nếp đi. Nếp gì? Qua giờ ngươi cứ nói chuyện đi ở rồi đi buôn, tích cóp rất khó khăn để mua ngọc lưu ly. Đầu đuôi sao? Kể cho ta nghe coi. Dạ, chuyện đó dài dòng lắm thưa vua. Số là vậy. Vậy vị chi 15 năm tiền công của con á, nó được 3 nén vàng rồng. Đây. Dạ. Của con. Cảm ơn ông. 1 2 3 4 5. Đây nữa là 6. Đủ ha? Đúng không? Bây giờ tôi sẽ nhận lại 3 nén vàng của anh. Nè. Đa tạ ân nhân đã chỉ đường đi nước bước giúp tôi, mà còn làm cho tôi thuận lợi giao dịch nữa. Cầu trời phù hộ cho ân nhân. Tôi đổ cho anh luôn cả gánh á. Anh tốt bụng quá. Tốt bụng quá, tốt bụng quá. Thôi được rồi, vợ vậy đúng ra là phải nhiều hơn, nhưng mà giờ hai đứa tôi chịu thiệt nên đổi ngang cho anh. Thôi nè, thôi rồi lấy đi, đi đi. Cảm ơn hai chú em nha. Đổi thì đổi, nhưng mà nhớ nha, về nhà mới được mở ra, không thôi á nó bay lên trời á. Đừng lo, chú khôn lắm. Đây. Đa tạ. Cho đòi người mất ngọc. Hoàng thượng vạn tuế. Ta miễn lệ, ngươi hãy bình thân. Đổi ơn hoàng thượng. Ta nói hắn chứ đâu phải các ngươi. Dạ con lộn. Dạ. Này chàng trai, ta cho phép ngươi bước lên đây để nhìn xem những người này ngươi có quen hay không. Dạ. Ngươi hãy nhìn xem có quen những người này không. Ông chủ, anh hàng bạc. Anh hàng lụa. Hai cậu học trò, hai đứa nhỏ. Toàn là ân nhân. Ân nhân hội tụ. Ân nhân à? Dạ. Ngươi kêu cái bọn này là ân nhân à? Từng tên một đã lừa gạt ngươi, bắt đầu từ 3 thỏi vàng giả của tên chủ bất lương này. Không phải vàng giả đâu. Nếu mà vàng giả thì sao con đổi được 6 nén bạc chứ? Sao? Các ngươi tự khai ra hay là để ta? Dạ bẩm hoàng thượng. Dạ. Dạ chính đôi tay này, dạ chính bàn tay ngọc ngà này, dạ đã đưa cho hắn 3 thỏi vàng giả. Dạ. Dạ bẩm hoàng thượng, con biết, cũng chính đôi tay xém ngọc ngà này à, con đổi 6 thỏi chì. Dạ bẩm hoàng thượng. Con nói anh ta giấy là lụa, con gạt anh ta 6 thỏi chì tại vì con cần chì. Dạ thưa hoàng thượng, tụi con là học trò đang rất cần giấy, cho nên tụi con đổi trong trống thành giấy để đi học ạ. Dạ. Tại tụi con thấy hai cái trong trống nó đẹp quá nên tụi con mới nói dối là con ngựa trời đó là ngọc lưu ly. Các người hay thiệt luôn á, nói như thật làm cho ta không nghi ngờ gì luôn á. Dạ muốn tấu hoàng thượng, như vậy là tất cả mọi chuyện đều rõ ràng rành mạch. Thời buổi gì đâu mà lừa đảo thế ớn luôn. Nhưng mà trong cái chuỗi lừa đảo này, hạ thần vô tội, chỉ là người bị hại thôi. Dạ muốn tấu hoàng thượng, kính mong hoàng thượng tống hết cổ tụi này vô trong ngục đi. Còn hạ thần vô tội. Ông vô số tội thì có. Đúng là ngươi không có dính vô đường dây lừa đảo này. Dạ thần vô tội mà bệ hạ. Cái tội của ngươi là cậy thế ỷ quyền, ức hiếp dân lành. Ta cách chức ngươi, ta bắt ngươi phải tìm bọ ngựa trong vòng 1 tháng. Muôn tấu hoàng thượng, quan quá, trong tháng này làm gì có bộ ngựa mà bắt. Trời ơi, thì ngươi bắt con bọ với con ngựa nộp cho hoàng thượng. Mày lãnh quá. Tào lao. Còn mỗi người các ngươi phải trả lại đúng những thứ mà các ngươi đã lừa đảo tên ngốc này, còn không thì chia mỗi tên một ít. Nè, các
ngươi nhớ trả cho thằng ngốc hồi đó nở đợi cho ta đó nghe. Hồi đó ông là nhiều nhất 3 nén vàng nữa nha. Ông lo sáo thổi chị của ông kìa. Dạ bẩm hoàng thượng, nếu cộng lại thì hắn đã lời to, vậy đâu có công bằng đâu hoàng thượng. Hắn xứng đáng được như vậy. Ngoài ra ta sẽ ban cho hắn một chức quan nhỏ để ghi nhận lòng tốt mà hắn đã bỏ 15 năm lao động dành cho ta. Dạ đa tạ hoàng thượng. Nhưng mà con không biết làm quan đâu. Con phải về với vợ con, không thôi nó bỏ con làm sao. Nếu mà được á thì hoàng thượng cho con xin ít nếp về con cho vợ con, để cho nó làm bánh, chứ không hả là nó nhây với con hoài con không chịu nổi đâu. Thôi được, ta chấp nhận. Bái kiều. Tôi biết ngay mà. Thôi coi như á mình bỏ tiền ra ngao du xuân thủy một chuyến đi, còn được diện kiến bệ rồng nữa, coi như của đi thay người đó. Mình về còn nguyên không sức mẻ miếng nào là tốt rồi. Đâu chỉ có vậy, vua còn cho tôi ít nếp nè, đem về để mà cho vợ làm bánh dày. Vậy thì may quá, con mình á có bánh dày ăn rồi. Cái gì? Con mình? Mình á, mình về trễ mấy tháng nữa thôi là con mình ra đời luôn đó. Mình ngốc quá à. Con mình hay quá, tôi may quá, tôi có con rồi, tôi có con rồi. Nhưng mà tôi có bất ngờ này cho mình nè. Mình bị tôi lừa rồi nghe. Mình lừa được tôi chuyện gì? Vua hả? Vua bắt mấy người đó hả? Là đền lại cho tôi nè, 3 nén vàng còn nguyên, không có mất miếng nào luôn. Với lại hả, vua là cho tôi làm quan luôn. Với lại tôi ngốc quá, tôi làm cái sợ bị chúng chửi, tôi không có làm. Nè nè, bây giờ mình giữ vàng này đi, bất công á là tôi bị lừa nữa. Thấy tôi hết khờ không? Vợ thấy tôi hết khờ không? Hết khờ chứ. Khờ. Ơi, sao có phủ nợ vậy? Trời ơi, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, nhổ cái mì mà muốn lên luôn. Thôi kệ, có nhiêu đỡ nhiêu. Thôi vậy nè. Vậy hay là mình nhổ nhiều thiệt nhiều đi, đem về trữ ăn cho nó đã. Đừng có làm vậy, nhổ đủ ăn thôi, công người ta trồng cũng cực mà. Cực gì? Tôi có thấy cực gì đâu. Tôi thấy giờ vô đây nè, tôi nhổ trộm mì thấy khỏe re à. Thấy thú vị. Anh đâu có nhổ đâu, nãy giờ á tôi với anh Mai nhổ không à. Ruộng khoai này á tới kỳ thu hoạch rồi. Dạ. 3 ngày nữa con kêu lái vô thu hoạch, mình bán hết luôn nghe con. Dạ. Tôi nói mấy anh nghe nè, mình á chỉ kiếm đủ ăn bữa nay thôi, rồi ngày mai á mình ra bến thuyền vác thuê để kiếm ăn. Đúng rồi đó, anh Tùng nói vậy đúng đó. Mấy ông nói sao á, cái thứ đói xanh mắt như tụi mình á, trời ơi, của trước mắt không chịu lo chi xa cho mấy cha. Trời ơi, có cái của ăn trước mắt không chịu lấy còn tính xa vậy. Với lại con sắp tới giờ du học rồi đó. Thôi mệt quá, vỗ đại đi, ăn còn đi học nữa. Lẹ đi, lẹ vô, nhổ. 2, 3. Ủa? 2, 3. Ê, mấy người kia. Thằng cắp khoai hả? Trời ơi, đứng lại. Đứng rồi nè, trời trời. Mấy người là học trò, sao lại vô ăn trộm khoai của tôi? Trò kiểu gì? Chẳng lẽ chưa học câu nghèo cho sạch, rách cho thơm hả? Sao lại đi ăn trộm? Trời ơi, cái câu đó con nít lên 3 nó cũng thuộc nữa. Chỉ có cái câu mà có thật mới giật được đạo. Dạ, tụi con sai rồi. Tất cả là do con đầu trò. Con thay mặt anh Trúc và anh Mai xin nhận lỗi với thầy và chú. Xin thầy và chú bỏ qua cho tụi con. Dạ là tụi con đồng lòng. Với một phần tụi con đói bụng quá. Hai ông đuổi tôi đi mà. Thưa ông, học trò ngu dại là lỗi của thầy, để tôi phạt chúng nó. Phá hoại của người ta thì phải qua bên ruộng của người ta làm mà chuộc lỗi. Đến khi nào chủ nhà nói được thì thôi.
Dạ thưa chú, để học xong buổi học này tụi con sẽ qua nhà chú. Có việc gì chú cứ sai tụi con làm. Xin phép thầy tôi về. Dạ thưa chú, hôm nay tụi con qua chịu phạt. Chú muốn tụi con làm gì? Cút đất, đánh luống, bỏ phân hay là gieo giống vậy chú? Nhiều quá vậy. Ngồi xuống đi rồi tính. Dạ thưa chú, tại tụi con đói quá nên làm liều, lỡ tay ăn cắp mấy củ khoai, ăn sống mà giờ bụng sâu một á, giờ nên đuối lắm. Có gì chú cho làm gì nhẹ nhẹ thôi, chứ làm nặng nặng lỡ con xỉu giữa chừng có gì chú chịu á. Dạ xin lỗi chú. Dạ chắc anh Trúc anh đang mệt trong người cho nên là anh mới nói vậy. Chú cứ giao việc gì đi, tụi con sẽ làm. Dạ cũng mệt triền biên. Dạ. Bay đâu? Dạ chú ơi. Dạ. Chú cái người kìa. Chú à, vậy là sao hả chú? Ăn đi rồi lo về đi học. Ê, chú mà ăn cơm kìa. Có mấy củ khoai có đáng là bao. Nói tôi một tiếng đàng hoàng, tôi luộc tôi mời, có gì đâu. Thôi lần sau đừng có làm vậy nữa. Dạ không có lần sau nữa đâu à. Dạ. Ngồi ăn cơm đi. Ê, chú mà ăn cơm kìa. Ăn lẹ đi học nữa. Dạ cảm ơn chú. Dạ hai chú cũng ăn cơm đi, đừng có khách sáo. Dạ cảm ơn chú. Dạ cảm ơn chú. Ăn cơm cơm. Lại lên. Hay thiệt, vừa được ăn mà vừa được có quà mang về nữa. Ăn tới đâu thấm tới đó. Đúng rồi, ăn thấm chứ. Trời ơi, đồ ăn nó ngon nó thấm thía làm sao á. Ê công nhận nha, nghĩ ra cái chiêu ăn trộm này hay á. Tưởng bị đánh đòn, ai về ăn no nê thoải mái luôn. Ý của anh Tùng nói là ăn tới đâu muốn độn thổ tới đó đó. Thì là mất mặt quá trời luôn à. May là chúng ta gặp được người tốt đó. Tôi xin thề, từ đây về sau không tơ hào của ai, dù chỉ là một cây kim sợi chỉ. Anh nói quá, chuyện đó có đáng gì đâu. Thế là may mắn dữ lắm đó. Sau này nhắc là thời đi học này chắc là sẽ nhớ dữ lắm đây. Ba đứa mình á, cùng ăn cùng ở cùng ngủ chung, có chuyện buồn vui gì á cũng nói với nhau. À hay là gì, ba anh em mình kết nghĩa anh em đi, thì là sẽ đồng cam cộng khổ rồi nhắc nhở nhau ăn ở cho đàng hoàng, có được không? Hay, ý của anh hay đó. Không chỉ bây giờ mà cho dù đến ngày sau vẫn sắt son một lòng. Không chỉ bây giờ mà sau này cũng vậy, không bao giờ thay đổi. Chúng ta đùm bọc lẫn nhau, người khá hơn, giúp đỡ kẻ nghèo ngặt. À, sẵn chúng ta đang có đồ ăn nè, tối nay làm một bữa cơm kết nghĩa, có được không? Hay. Mày đi thôi. Được á. Chữ nghĩa thánh hiền thầy đã trao cho các con, thầy mong sao các con vận dụng kiến thức đó để giúp đời, giúp người, để làm người hữu ích. Nếu sau này có duyên, thầy trò ta sẽ gặp lại nhau. Chúng con xin lỗi thầy, mong thầy giữ gìn sức khỏe. Thôi được rồi. Dạ. Chào các anh nha. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Chào. Tôi về trước đây. Tôi về trước. Dạ. Xong. Chia tay mà mặt đứa nợ đây hớt hở quá vậy. Học xong rồi thức khỏe thấy ghê luôn. Anh Trúc anh Mai, bây giờ mặc dù chúng ta mỗi người mỗi ngã rồi, nhưng mà chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ, các anh nhớ không? Tôi nguyện sẽ không bao giờ quên hai anh đâu. Phải. Dù thành công hay thất bại, dù giàu khó hay sa nghiệt, nhà của tôi cũng là nhà các anh. Hai anh muốn ghé lúc nào cũng được. Hay, anh tính làm gì? Tôi chắc là tôi về quê. Giờ học như thấy đủ rồi, cha mẹ đang hối lấy vợ, về cái quảng điền sản. Rảnh cái chơi nha. Nói chung giờ tôi mới về rồi, cha mẹ đang đợi. Mẹ ơi, con được về với mẹ rồi. Trời ơi, mừng quá. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này nhất định tôi sẽ về tìm hai anh.
Dạ bẩm thầy, con là học trò nghèo từ đàng trong, đi bộ ròng rã bao nhiêu đường đất mới tới được kinh kỳ. Con xin thầy nhận con vào học, cho con tá túc. Khi thành đạt, con nguyện sẽ không bao giờ quên ơn. Không có đồng xu dính túi mà rồi tự học và rồi tá túc, ngươi cũng to gan lớn mật ghê đó. Dạ bẩm, tài sản quả thật là con không có, nhưng mà con có sức khỏe, quyết tâm thì không ai bằng. Thầy sai gì con sẽ làm nấy. Sao ngươi dám chắc ngươi sẽ đỗ đạt thành tài hả? Dạ, làm trai thì phải nên trai. Ngoài ra con còn một lời hứa với hai người đồng môn, đồng cam cộng khổ đã kết tình huynh đệ. Con không chỉ muốn giúp đời mà con cũng muốn giúp cho huynh đệ của con sau này. Phải qua sát hạch, qua được ải đó rồi sẽ tính tiếp. Nói cho người biết, thông thường cứ vài trăm sĩ tử ta mới chọn được một người. Dạ, chính vì nghe danh thầy khó nhất hạ thành nên con mới tới đây. Mình ơi, tôi về rồi nè. Mình dạ ông ơi. Trời ơi, ông sao cứ mỗi lần mày xuất hiện là tao bị ép tim mà sao? Dạ con xin lỗi ông. Dạ ông ơi, thương lái nó tới nó mua hai bồ lúa mà lúa của mình còn không đủ rồi sao giờ ông? Sao mày ngu quá vậy? Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi mà sao mày không chịu tiếp thu gì hết? Nói chung là bây giờ không đủ đúng không? Dạ, lấy thóc lép trộn vô là nó đủ liền đúng không? Trời ơi, mình làm ăn mà vậy làm sao được ông? Mình làm ăn vậy mất uy tín hết được. Mai mốt ai mua của mình nữa. Trời, mày lo xa quá. Mày có chắc là cái bọn thương lái xảo trá đó nó không có dìm giá mình không? Mà còn mình tới ngày mình trả tiền công thợ rồi đó ông. Mà bây giờ ông coi Hiểu. Mày nói nó đợi đi. Mày nói nó đợi đi ha. Tiền của tao, tụi tao đi cho dai rồi. Đợi chừng nào tao lấy về rồi tao trả. Chứ lấy về sớm rồi sao có lợi được, hiểu không? Con bao đồng quá. Sau này con đừng có nói với ông ba cái chuyện bao đồng đó. Nhưng mà con thấy lúa đi. Dạ. Đi. Ngộ ghê. Nè con. Dạ mẹ. Sắp tới ngày đám cưới con rồi, con có mời mấy người bạn học chung kết nghĩa anh em gì đó về chơi không? Để mẹ nhớ coi đứa nào. Anh Tùng, thằng Mai đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà giờ biết đâu mời. Bây giờ mỗi đứa tứ tán nơi. Nè, coi như mẹ muốn dịp này gặp lại, cái mình muốn khoe cho người ta thấy nhà mình á đầy đủ rồi, có của ăn của để. Rồi đâu được, khoe đầy đủ nó mất công, nó nhờ giả, nó mời mọc, cho mượn xong á thì mất bạc, còn nếu không cho thì bắt đầu trách móc trách cứ đủ điều. Thôi tốt nhất là tránh đi thì hơn ha. Mình ơi, tôi về rồi nè. Mình mai là cơm vừa mới chín, mình vô rửa mặt mũi tay chân rồi ra ăn cơm luôn. Đúng là đi đâu cũng không bằng về nhà. Mình à, mình đi buôn lần này làm sao? Hàng họ có khá hơn lần trước không? Tôi nghĩ là tôi không có tay buôn bán, càng cố gắng thì càng thất bại. Tội cho mình lấy phải một ông chồng bất tài vô dụng. Mình đừng có nói như vậy, buôn bán là phải có tay. Mình không làm cái này thì mình xoay cái khác. À, hay là mình mở lớp dạy học đi, vừa được gần nhà lại hợp với khí chất của mình nữa. Trên đời có mấy ai được người vợ hiểu mình như tôi đâu. Bởi vậy đi đâu á tôi cũng chỉ muốn về nhà thôi. Em không cần tiền kho bạc đụng gì hết, chỉ cần vợ chồng mình vui vẻ hòa thuận là được rồi. Thực ra thì tôi cũng thích nghề gõ đầu trẻ lắm. Nghĩ tới lại nhớ tới thời đi học, biết bao nhiêu là buồn vui. Tôi lại nhớ tới hai anh bạn Trúc Tùng, ước gì tôi được gặp lại họ một lần. Thế nào rồi cũng sẽ có ngày đó mà, mình lo gì. Trời đất ơi, trung anh chi ngàn này đã quá.
Trời vàng ơi, tao muốn lé mắt với mày luôn. Trời ơi, có một chuyến hàng thôi mà mình tậu được vàng bạc đá quý gì nè. Thực vô đi. Đây là chút lòng thành của em gửi đến quan, mong quan nhận cho. Dạ quan mắt nhắm mắt mở cho công việc làm ăn của em nó trôi chảy. Dạ quan nhận cho. Dạ ít hả quan? Cũng được. Dạ thưa thầy, con đã về rồi. Dạ thưa thầy, con đã đổ đạt đúng theo như lời con đã hứa với thầy. Con giỏi lắm. Dạ thưa thầy, thật sự là con rất lo. Thầy bây giờ chỉ có một mình, đã lâu không còn nhận học trò nữa. Thì thầy cho con trước thầy về bên con. Trò cũ đến thăm, con sẽ tiếp đón giống như là bên nhà thầy vậy. Biết con có lòng, nhưng người già ở đâu quen đó. Chỉ cần lâu lâu con qua đây, thầy trò mình gặp mặt như vậy là vui rồi. Dạ con cũng đi suốt, đâu có quanh quẩn làm phiền thầy thường xuyên. Hay thầy cứ về bên con. Càng già càng tự do tự tại. Mà thôi, cứ để vậy đi. Ama nè, thầy thấy con dạo này có vẻ nhàn việc, sao không đi ra ngoài tiêu dao một chuyến? Con người ta cũng cần phải đi đây đi đó. Dạ thầy dạy rất đúng, quả thật con cũng muốn đi xa một chuyến. Con còn có hai người bạn. À, hai người kết nghĩa lúc trước con nói, nếu một trong ba thành đạt thì sẽ ra tay giúp đỡ người kia chứ gì. Dạ phải. Nghe thầy tuyển con vào học sát hạch thấy khá chỉ là một lẽ, nhưng lý do chính để thầy nhận con là vì thầy nghe con kể chuyện đó. Thầy đã biết con là người trung nghĩa, một lời đã hẹn với nhau mà làm được như lời hẹn, mình cảm thấy thanh thản. Làm được cứ làm. Dạ thầy nói như vậy càng có lý do để con xin nghỉ về quan để đi tìm bạn. Dạ bẩm quan, đường xa dằn dặm cực khổ lại nguy hiểm khôn cùng, quan có muốn thăm bạn một cách bình dân thì cứ cho lính tráng khi kiệu tới rồi hẳn cải trang cũng đâu bị lộn. Cải trang như vậy mới thú, không sợ nguy hiểm cũng chẳng sợ cướp bóc gì. Ta cứ vừa lên đường vừa ngoan cảnh, không phiền ai cũng không ai phiền mình. Lâu lắm rồi mới được trở lại cái thời tự do như vậy, chưa tiền hô hậu hủng thấy thoải mái vô cùng. Bạn bè lâu ngày gặp lại tha hồ vui vẻ. Bạn của quan thật là có phước khi có một người bạn như quan. Chúc quan thượng lộ bình an. Bẩm ông. Gì? Ông ơi, bên ngoài có một tên Bần Bần tới nói là bạn của ông, giờ con có cho vô gặp ông không ông? Bần Bần hả? Ta làm gì có bạn mà mày còn dùng cái ngữ bần bần, sao có? Thì bởi vậy mới nói. Con nói nè, ông kia, ông chủ tôi á là không bao giờ mà kết giao với những kẻ bọt bèo mà bần bần như ông đâu nghe. Vậy mà ông cứ lì lợm trơ bản mặt ông ra, nói là bạn, rồi còn nói là đã kết nghĩa huynh đệ rồi nữa. Nói là kết nghĩa huynh đệ? Dạ. Kết nghĩa huynh đệ, không lẽ... nhưng mà phiền lắm, cứ ra nói là ta không có ở nhà, hiểu không? À dạ. Anh còn nhận ra tôi chứ?
nhận ra. Người anh em à. Nhận ra chứ. Tôi biết mà. Anh em một thời đồng cam cộng khổ, không thể nào không nhớ ra nhau đúng không? Sao anh khỏe chứ? Ngó cái bộ này chắc khó lắm mới đủ ăn đây. Tới mượn tiền cứ nói mượn tiền, giả bộ mừng mừng tủi tủi. Tôi cũng khỏe lắm. Sao giờ làm gì? Gia cảnh sao? Có làm ăn gì không? Mà sao có bộ tôi thấy Tôi chuyện của tôi á thì khoan nói đã. Mình ngồi xuống đi rồi từ từ nói chuyện ha. Ngồi. Nói thiệt với anh, tôi nóng lòng đi đường xa tới đây, chỉ mong được gặp anh, được nói chuyện với anh thôi. Thấy gia cảnh anh như vậy, chắc là làm ăn phát đạt lắm. Tôi rất là mừng cho anh. Biết lắm mà, giờ nâng mình lên cho dễ mở lời. Thứ này mình còn lạ gì, biết về hồi xưa đừng có bốc đồng kết nghĩa kết tình cho nó phiền hà. Làm sao để chặn họng nó ta, không cho nó vay mượn gì hết. Nói thiệt với anh chứ, mấy cái ngày vừa rồi á, tôi thua lỗ nên cục vốn hết trơn à. Thấy nhà cửa như vậy, thấy khang trang như vậy chứ thật ra trống rỗng à. Tôi tính đi tìm anh á. Ủa, vậy sao anh không kiếm? Tôi tuy bận rộn, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ hai anh hết. Không ít thì nhiều, nếu không giúp được của, thì mình còn động viên nhau để qua cơn bỉ cực. Nghèo kiết xác mà đặt, nói chuyện tình nghĩa. Tôi đi kiếm á là để hỏi coi anh có chút ít vốn không cho tôi mượn đỡ. Chứ vừa rồi tôi nói mất mùa liên tiếp, rồi thiên tai đói kém, nhà có bao nhiêu ruộng lúa đem đi bán hết trơn luôn. Sau đó lấy vốn đi buôn, đi buôn thì lỗ sặc gạch, khổ tâm lắm. Nghe như vậy thì tội cho anh quá. Nè, giờ tôi tới đây để... Tôi nói anh nghe nè, nhà thì có ruộng mà năm nào cũng lỗ. Thợ thuyền giờ tao nói nó làm biến không à. Còn cái bọn mà thuyền thương thuyền lái bây giờ á, toàn là tụi lương lẹo. Chưa kể ha, tao nói trồng hoa màu cũng bị ăn cắp, trồng lúa cũng bị ăn cắp lúa, trồng bắp cũng bị ăn cắp bắp, trồng khoai cũng bị ăn cắp khoai. Anh nhắc tới khoai á là tôi nhớ chuyện năm xưa. Thời mà tôi mình nói còn... anh nghe nè, đã mất mát rồi mà còn thương lái ép giá nữa mới đau. Khổ lắm anh ơi. Nói vậy chứ bây giờ còn hơn vạn lần hồi xưa. Gặp được anh, nghe anh nói tôi vui lắm. À, hay là mình ngồi với nhau vài ngày để ôn lại chuyện hồi xưa anh hả? Cái gì? Anh nói gì? Anh định ở lại đây vài ngày hả? Phải. Có phiền gì anh không? Đâu có phiền gì đâu. Thoải mái có tự nhiên. Anh coi đó, bạn bè thân thiết tới thăm, vậy mà nhà có vài con cá lồng tông mà tôi thấy xấu hổ quá. Không sao, được ngồi với nhau ăn bữa cơm sau bao nhiêu năm xa cách là vui rồi. À, anh không nhớ sao, hồi xưa ba đứa mình không có cơm ăn nữa. Đúng vậy à. Nhưng mà tôi nghĩ lại tôi thấy bây giờ còn khổ tâm hơn nữa. Nhìn mình á, nhà cửa, ruộng vườn thì có vẻ ghê lắm, nhưng mà đâu có ai biết là bên trong khổ lắm. Thấy bà con chòm xóm, anh em dòng họ lâu lâu kéo tới xin cái này mượn cái kia mà không cho, nói mình hiểm. Còn cho hoài lấy đâu ra cho. Tôi rất hiểu tình cảnh của anh, cho nên tôi mới... anh hiểu, tôi cảm ơn. Thôi, ăn cơm đi ha. Mời anh. Mời. Tôi quên hỏi anh nữa, mà lâu nay anh có gặp lại anh Mai không? Hay là hai ta cùng đi kiếm anh Mai, rồi ba anh em ta hội ngộ? Tôi thì tôi cũng muốn đi lắm, nhưng mà ngặt nỗi giờ cơm không có cái để ăn, lấy đâu ra lộ phí để đi. Vả lại tới nhà anh Mai, nếu mà anh Mai cũng khó khăn như tôi thì làm phiền người ta thích đãi mình nữa. Nếu mà không thích đãi thì người ta buồn lòng, còn thích đãi thì người ta tốn mớ tội nghiệp ta, đúng không? Chuyện đó anh khỏi phải lo, cứ đi với tôi, có gì thì ăn nấy. Nhắm không mượn được mình nên giở trò rủ rê để đỡ khoản lộ phí, mò tới mượn mọc thằng Mai đây.
Tưởng ta không biết hả? Phải vạch mạch nó ha. Từ lúc gặp tới giờ vẫn chưa nghe nói anh làm gì, gia cảnh anh sao? Việc gì tới tay thì làm. Nhiều việc lu bu cũng mệt, nên lâu lâu muốn kiếm bạn cũ để hàn huyên. Vả lại tôi rất là nhớ cái lời hẹn năm xưa, người phong lưu phải giúp đỡ kẻ khốn khó, cho nên cũng muốn thử một phen. Thì ra là vậy. Chắc tôi làm anh thất vọng rồi. Cũng không hẳn là thất vọng. Anh như vậy còn hơn chán cả dạng người. Tôi phải mừng cho anh chứ. Cầu mong có ngày anh giật lại được việc buôn bán mà tích góp tiền để phòng thân cho tuổi già. Ăn cơm đi. Cảm ơn anh. Giờ là chú tốt đẹp của anh. Anh biết nghĩ cho bạn bè quá. Cũng mong là được vậy. Ăn cơm, ăn cơm. Lão chủ nhà mình keo kiệt thấy sợ luôn. Gà thì đầy chuồng, cá thì đầy ao, bắt năm ba con đãi bạn đâu có gì đâu. Vậy mà cũng không làm nữa, cho an toàn, rau luộc, cơm trắng, cái gì đâu không à. Thì ổng sợ người ta mượn tiền, ai mà lạ gì ổng nữa. Mà sao á, ông bạn đó cứ vui vẻ như không à. 22 lượng. Công nhận, ruộng vườn nhà anh rộng thiệt á, đi hoài mới giáp. Cây trái á, thì xanh tươi tùm. Anh thấy vậy thôi á. Chứ ta nói bọn con nít quỷ ở xóm này nè, với ta điền nó ăn cắp hết trơn trội hả? Có bán được trái nào đâu. Còn cá mú thì le que thưa thớt có mấy con thôi. Dạ ông ơi. Dạ ông gì? Dạ số là con sắp phải đi ra ruộng con thăm lúa. Mà ông có cái gì để ông đãi bạn ông chưa? Nếu chưa thì để con ra ngoài ao á, con quăng một mẻ lưới kiếm vài con cá để ông đãi bạn ông nghe. Nếu không hả, con đi rồi ông không có ai để ông sai đâu. Mà con nói nghe nha, cá dưới ao của nhà mình á, nó mập vậy nè. Trời ơi, đã lắm. Sao ông không chịu đem bán đi ông, để mình còn thả thêm mẻ khác nữa ông. Cá cái đầu mày. Mày không nghe cái câu mà dân bất khả hạ trì, hiểu không? Dạ không. Trời ơi, cái nghĩa là giờ dần là tuyệt đối cấm kỵ không được xuống ao, hiểu không? Mày. Ê, anh Trúc. Trả treo à. Thôi, bớt giận đi, bỏ qua đi. Anh thấy tôi khổ tâm không? Không có gia nô á, thì không ai làm. Mà có gia nô rồi á, toàn cái thứ gì đâu không. Nó phản mình, nói tầm bậy tầm bạ không. Đã vậy, đôi khi còn làm bể chuyện nữa đúng không? Đúng rồi, làm bể chuyện hoài. Ông ơi, ông nghĩ gì nữa không? Người mua cá tới rồi, người ta nói ông lấy tiền rồi, người ta đến với cá. Mỗi đìa ông mão người ta một tạ phải không? Một tạ cái đầu mày, mày nghĩ sao? Cái đìa đó bán một tạ hả? Được rồi, để tao ra tao coi mới được. Ngồi chơi. Dạ. Nghĩ sao? Cái đìa đó một tạ. Mỗi đìa hơn hai tạ đó không? Anh Mai. Bao nhiêu lâu nay anh ở đâu vậy? Tại sao anh biết nhà của tôi mà anh tới đây tìm? Rồi anh có gặp anh Trúc chưa? Chuyện đó hỏi sao đi. Anh đi khỏe chứ? Tôi khỏe. Chào chị. Dạ, chào anh. Nhưng mà hình như anh chị phải đi làm đúng không? Tôi mừng quá, tôi quên mất. Để tôi chạy ra ngoài đó, tôi nói người khác làm thay một ngày. À không, phải vài ngày sắp tới chứ. Phải ở nhà tiếp bạn Hiền chứ. Dạ đây là... Tôi mừng quá, tôi quên đầu quên đuôi. Đây là anh Tùng, người bạn thân nhất với tôi. Họ còn đi học cụ đồ đó. Dạ. Mới đó mà cũng đã hơn 10 năm rồi mới gặp lại anh à. Mình kiếm cái gì ngon ngon để tiếp đãi anh Tùng nha. Dạ. Nói tôi nghe anh sống sao? Vợ con được công việc có khá hơn không? Ngó bộ chắc cũng không dư giả gì lắm ha. Thì chuyện làm ăn có bao giờ dễ. Nhưng tôi nghĩ sống trên đời không biết bao nhiêu cho đủ, tình thân hữu quý hơn. Nên tạm thời tôi đã dẹp công việc qua một bên để đi kiếm bạn một phen.
Anh nói vậy làm tôi mắc cỡ quá. Tôi cũng nghĩ như anh vậy, nhưng rồi cứ hết lần này tới lần khác. Anh đừng có nghĩ như vậy. Ngày đó mình đã hẹn gặp lại thì dù ai khởi sự, bữa nay cũng đã y lời rồi. Cứ vui phút này là hơn. Anh nói quá hay. Nhưng mà anh vẫn chưa nói rõ là anh làm nghề gì, có khó khăn gì không? Chuyện tôi á thì từ từ nói đi. Bây giờ anh kể tôi nghe trước. Thời gian qua anh sống sao? Chị Tuất, chị Tuất. Ủa giờ mai đó hả? Đi đâu đây? Mà bữa nay không gặt lúa ruộng ông Lý hay sao? Có bạn anh ghé thăm, mười mấy năm rồi không có gặp. Ông mừng dữ lắm, tính ở nhà nghỉ để đãi bạn. Quý bạn vậy đó hả? Rồi sao? Phải có món gì đó coi được để đãi bạn. Mà khổ nổi, nhà em không còn gì nữa hết. Còn tiền công thì cũng ứng từ mấy tuần trước rồi. Chị có đó không? Cho em mượn đỡ. Rồi nay mai em có em trả lại. Không nói trước, tôi đang đi ngoài đường vậy, đâu có đem đồng nào đâu. Vậy thôi, em phiền chị quá. Không có gì đâu. Hay coi hỏi người khác mượn nha. Dạ, vậy em đi nha chị. Nghe anh kể thì thời gian qua anh chị quá kiên cường. Có mấy ai mấy lần trắng tay mà không nản lòng. Nhưng anh vui vẻ lạc quan, gia đình đầm ấm. Cái đó cũng là phước đức. Vợ tôi rất hiểu chồng, làm chuyện gì á cô cũng ủng hộ một lòng, không bao giờ hé răng than vãn. Nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Đó là hạnh phúc, là may mắn của anh á. Tiền bạc và danh vọng không bao giờ mua được. Vậy còn anh Trúc, anh có ghé nhà ảnh thấy ảnh sao rồi? Sao anh không rủ ảnh tới đây chơi luôn? Thôi, mấy chuyện đó thì để từ từ tôi nói cho anh nghe. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại. Tôi muốn nghe chuyện của gia đình anh hơn. Em mua được đồ ăn rồi, hai người cứ ngồi chơi. Em vô trong làm đồ ăn chút xíu à, nha. Lo nói chuyện mà tôi quên mất. Để tôi vô trong phụ vợ của tôi. Anh đi rửa mặt nghỉ ngơi đi nha. Một chút là có đồ ăn liền. Mình à? Dạ. Ở đâu mà mình có đồ ăn vậy? Đãi bạn thân nhất của mình mà, đâu có sơ sài được. Mình là vai của ai? Hay là lại xin nướng của ông Lý chủ ruộng? Tạm thời mình không cần biết chuyện đó đâu. Cứ lo đãi bạn cho vui vẻ thôi. Trời nóng, sao mình lại quấn khăn sụp sụp vậy? Bỏ ra đi cho nó mát. Mình vô đây em nói mình nghe cái này. Tóc của mình, mái tóc của mình đâu? Mái tóc đen trước đây đẹp mà, sao mình cắt đi vậy? Mình nói nhỏ thôi để anh Tùng anh nghe. Thật ra hồi sáng mình kêu em đi chợ để kiếm gì ăn. Tôi cứ đi đại để cho bạn mình đỡ ngại, chứ thật sự lúc đó đâu còn đồng bạc nào trong túi đâu. Gặp chị Tuất ngoài đường em mượn đỡ, mà chị không có đem theo. Rồi sao nữa? Chị ơi, cũng may á, có bà mua tóc bà đi ngang, cho nên em mới bán luôn. Mà mấy thuở bạn mới tới nhà chơi. Đời này kiếp này được mấy lần vui, không lẽ ngồi nhìn nhau rồi uống rượu suông. Tôi cắt tóc á, rồi nó sẽ mọc lại. Mình đừng có lo, có mất luôn đâu mà sợ. Cắt đi á, mà nhẹ cái đầu, mát dễ sợ luôn. Mình à, mình đúng là phước báo của tôi. Tôi mang ơn mình nhiều lắm. Chỉ là tóc thôi mà, mình làm gì ghê vậy? Mà mình có tỉnh như không đi nha, để anh Tùng anh để ý đó.
Dạ. Dạ mời anh. Cảm ơn chị. Mời chị ngồi xuống ăn cơm chung với anh em tôi cho vui. Dạ thôi, các anh lâu lắm mới gặp nhau, để hai anh hàn huyên tâm sự. Chị cứ ngồi xuống đi. Thật ra tôi có chuyện muốn nói. Ngồi đi Minh à. Nếu anh nói vậy rồi á thì mình ngồi xuống ăn cơm chung cho vui. Dạ. Mời chị. Nhưng trước khi chị uống ly này, phiền chị có thể mở tấm khăn che đầu ra được không? Tại tôi nấu nướng tóc ai lùm xùm nên tôi túm nó lại cho gọn, bỏ ra lòa xòa khó coi lắm. Tôi thì lại thấy mái tóc hiện tại của chị đẹp lắm, không cần dùng khăn cũng không sợ lòa xòa. Anh Tùng à, anh đừng để ý mấy chuyện lặt vặt đó. Tôi mời anh uống. Với tôi đây không phải là chuyện vặt, tôi đã biết hết rồi. Anh biết chuyện. Bữa cơm này là ân tình chị đãi tôi. Thú thật tôi đã nhận được nhiều trọng vọng, nhưng chưa bao giờ tôi được khoản đãi bằng tấm chân tình cao quý tới mức này. Tôi cảm động lắm. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Cái răng cái tóc là gốc con người. Tôi rất tiếc đã không biết trước chuyện để ngăn chị cắt đi mái tóc đen và dài của chị. Nhưng nhờ đó tôi đã biết tấm lòng vàng của chị và tình bằng hữu của bạn tôi đây. Tôi có vật này muốn tặng cho vợ chồng anh chị. Anh chị cứ bán đi để trang trải trong nhà rồi lấy tiền làm ăn. Anh Tùng à, anh bị làm sao vậy? Không được đâu, vật này chắc là gia bảo mấy đời nhà anh truyền lại. Mà nhìn bộ của anh á cũng đâu có khấm khá gì hơn tôi. Giữ lại đi, bạn bè với nhau quan trọng là ở tấm lòng. Anh đừng có quan trọng mấy chuyện lặt vặt nữa. Giờ tới lượt tôi nói thật. Sau khi chia tay hai anh, tôi đã lên kinh đô xin trọ học, thi đậu tiến sĩ và đã được làm quan mấy năm nay rồi. Anh là tiến sĩ? Ừ. Làm quan? Ừ. Anh Tùng à, anh muốn vợ chồng tôi nhận món quà này, anh đã bịa ra chuyện này. Mà anh đó, anh bịa ra cái chuyện gì cho dễ tin một chút. Còn anh đó, làm quan hả? Nhưng quần áo đâu, mũ mão, rồi cờ lộng, kiệu son, lính hầu đâu? Chứ quan gì mà tả tơi như anh vậy? À, mà anh có nhớ cái ngày mà anh em mình kết nghĩa không? Lúc đó ba anh em mình chỉ là ba đứa học trò mặt trắng, nên tôi muốn ba anh em mình gặp nhau cũng theo cách đó, không để danh phận, của cải hay địa vị xen vào tình cảm của anh em mình. Cho nên tôi đã để hết mấy thứ đó ở nhà rồi. Nói vậy, nhân đây tôi cũng nói luôn, trước khi ghé nhà anh, tôi có ghé nhà anh Trúc. Vậy sao anh không rủ anh Trúc cùng tới đây? Anh Trúc bây giờ khác lắm. Tôi ghé nhà thấy gia cảnh rất là khá giả, ruộng sâu trâu nái, vườn cao ao cá sung túc. Tôi cũng mừng cho ảnh. Nhưng có lẽ anh thấy tôi ăn bận bần hàng, sợ tôi mượn tiền, nên ảnh cứ mở miệng ra là than nghèo giả khổ, làm ăn thất bát để khỏi phải giúp đỡ. Đồ ăn thức uống sẵn đầy giường nhưng mà nào dám đem đãi tôi. Chỉ đãi tôi một ít cá khô và rau luộc thôi. Không ngờ lòng dạ anh Trúc lại hẹp hòi như vậy. Nhưng mà anh Tùng à, còn cái tráp vàng này là món quà quá lớn, vợ chồng chúng tôi không dám nhận đâu. Anh phải nhận. Không có vàng bạc nào so được với mái tóc của chị, với tình bạn son sắt của anh với tôi. Nè, đã tìm được nhau rồi thì từ nay chúng ta phải gặp nhau thường chứ hả? Mời anh. Mời anh.
Mình ơi, tôi về rồi nè. Mình ơi Mình, lúc nãy con Linh tới nhà nói là có đồ của quan lớn gửi. Bạn Hiền, anh khỏe chứ? Lẽ ra lần này tôi trở lại thăm anh, nhưng mà vừa đi một chuyến dài cho nên chưa thu xếp được. Hẹn dịp gần nhất sẽ trở về, hoặc là mời anh lên nhà cho biết. Tôi muốn gửi anh chị số vốn nhỏ này để làm học phí. Anh cứ tới xưởng dệt Nhất Tâm trên phố huyện nói tên của tôi thì người ta sẽ truyền nghề cho anh. Học xong tôi sẽ giúp anh mở xưởng dệt tại làng, chắc chắn anh sẽ thành công. Anh chị nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Anh Tùng giúp vốn vợ chồng mình làm ăn, anh thật tốt quá. Mình mang ơn anh ấy nhiều, không biết tới khi nào mới trả được. Mình à. Dạ. Tôi có chuyện này muốn nói với mình. Dạ, mình nói đi. Mình nói với Gia Nô, ngày mai là Tết Đoan Ngọ, cho nên tôi cho mọi người nghỉ ngơi, nhưng mà mình nhớ phát lương đầy đủ nha. Ừ, nhưng mà sợ mới nhập về nhiều quá, nếu như mà mình không dệt liền á, em sợ là sẽ không kịp. Không sao đâu, mình cứ để cho tôi lo. À mình à, có thêm 4-5 người xin học việc đó. À, mình cứ nhận hết đi, không cần lấy học phí. Mình được anh Tùng giúp, nhưng mà mình không đáp lại cho ảnh được, thì mình phải giúp người khác, như vậy mới phải đạo. Em thấy cũng vui, vì nhờ có mình á mà làng của mình trở thành làng dệt vải nổi tiếng nhất vùng. Tiếng là của tôi, nhưng khởi nguồn là từ anh Tùng, cho nên tụi mình phải mang ơn ảnh. Dạ. Thôi, bây giờ tôi ra ngoài có chút chuyện. Dạ. Không biết có làm nên trò trống gì nữa không? Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi. Sao rồi, cái vụ đó có lọ được không? Con bỏ tay rồi ông ơi. Gặp ngay cái hoàng thanh liêm, con đúc đường nào cũng được hết trơn. Đúc trước không được, con đúc sau không được, con đúc bên phải. Đúc bên phải không được, con đúc bên trái. Còn lén lén con đúc, đúc được luôn. Mày nói sao? Quan nào mà quan không ăn? Tại vì nó muốn đòi nhiều hơn đó, mày không chịu giúp thêm chút. Trời ơi, chắc khó lắm ông ơi. Gặp ngay cái ông quan bạn của ông đó. Cái ông mà hôm trước tới nhà mình đó ông. Ông biết không, ổng làm quan nha, mà lớn chức hơn mấy cái ông quan kia nữa đó, chứ không phải bình thường đâu. Mày nói cái gì? Bạn nào quan nào ở đây? Thì cái ông mà bần bần tên Tùng, bạn của ông đó. Tùng? Tùng bạn tao giờ là quan? Dạ đúng rồi. Ừ. Ông chơi với ổng chắc ông cũng biết mà. Ổng đâu phải là cái dạng quan mà ăn hối lộ đâu. Mà phải chi mà bữa ông tới đây chơi á, ông nghe lời con, ông tiếp đãi đàng hoàng, thì bây giờ ông dễ mở lời rồi. Mày nói sao? Chứ tại sao nó làm quan mà nó tới nhà tao, nó ăn bận kiểu kỳ cục vậy? Nhiều khi ông muốn thử ông, coi ông có xem trọng tình nghĩa bạn bè không. Bạn bè dù giàu hay nghèo cũng là tình nghĩa bạn bè. Còn ông đằng này, ông thấy người ta bần hàn rồi ông xem thường người ta. Con nói biết nghe, con dò la con biết ổng còn đi kiếm một người bạn tên Mai gì đó nữa. Tìm người bạn tên Mai? Dạ. Rồi sao? Thì ổng ăn bận giống y như là lần tới nhà mình luôn. Đó, đi tới nhà ông Mai, tìm gặp vợ chồng ông Mai. Nhưng mà vợ chồng ông Mai đâu có coi thường. Người ta quý trọng bạn bè nè, mặc dù nhà người ta nghèo, không tiền không bạc. Nhưng mà vợ của ông Mai, người ta phải cắt tóc ra, đem đi bán, lấy tiền về nhà, mua đồ, mua đạt về đãi bạn bè. Ông Tùng á, như vậy ông mới cảm kích, cho vốn mở xưởng dệt nè. Bây giờ ông Mai ông làm ăn ông phát dữ lắm. Hẳn giờ Tâm Phúc đó, ông biết phải không ông? Cái làng dệt Tâm Phúc là của thằng Mai? Dạ, ông Mai đó. Bởi vậy ta nói, ăn ở có hậu thì việc gì nó cũng đậu. Mà ăn ở mà đoản hậu ha, thì đoản mạng luôn. Mày im,
Dạ. Bây giờ mấy cái thuyền hàng của tao nè, phải tính làm sao đây? Kiểu này tao phải muối mặt đi gặp thằng Tùng chuyến. Hả? Ông nghĩ sao? Ông nghĩ sao ông giác cái bản mặt của ông đi gặp ông Tùng? Ông đối xử với người ta như vậy mà ông còn mặt mũi nào ông đi gặp người ta nữa? Gặp con hả? Con không có dám. Nhục 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 dữ lắm. Nhục nhục. Dạ. Nhục cái đầu mày. Cút. Dạ. Có bạn làm quan phải nhờ giả chứ. Muối mặt chút có sao đâu. Anh Tùng. Anh Mai. Chào anh. Anh khỏe chứ? Khỏe. Anh ngồi đi. Anh làm tôi chờ anh hoài cũng nóng lòng nóng ruột. Tôi xin lỗi anh, tại vì tôi nhiều việc quá. Xưởng càng lúc càng nhiều người đặt hàng. Nhưng mà việc nào ra việc đó. Việc là việc, bạn là bạn. Lâu lâu chúng ta cũng phải gặp nhau để vui vẻ chứ, có phải không? Mời anh uống nước. Cảm ơn anh. Anh nói đúng đó, tôi cũng định nghỉ mấy ngày. Sẵn đây ta tạm dẹp gánh lô qua một bên, chén thù chén tạc mấy ngày chứ hả? Dạ bẩm quan, có một người tự xưng là bạn kết nghĩa của quan tới thăm. Bạn ta? Ngoài người bạn duy nhất là anh Mai đây, ta đâu còn người bạn nào nữa. Tôi nè. Dạ thưa quan con đi. Trời đất ơi, hai bạn chí cố. Bữa nay may mắn quá, lâu ngày không gặp, qua thăm tự nhiên gặp hai người đây, có anh Mai đây nữa. Khỏe không? Thiệt tôi nhớ hai người thấy sợ luôn à. Mà dạo này hình như hai người thường xuyên gặp gỡ lắm hay sao á. Vậy mà không rủ tôi, thiệt tệ quá. Mà nói thiệt nha, nói phải nói, đứt từng đoạn ruột, mau tim mau ruột ra phơi bày tấm lòng luôn. Nhưng mà thấy hai người thành đạt ra trơ ngơi đồ sộ, tôi mừng lắm. Thiệt tôi mừng dữ lắm. À, bữa nay qua có chút quà tính biếu cho hai người. Thôi khỏi. Ừ. Theo như anh kể thì anh khó khăn lắm. Còn tôi bây giờ đâu có thiếu thứ gì, chỉ thiếu niềm vui, nên mới thỉnh thoảng gặp nhau uống rượu ngắm qua. Còn quà cáp của anh thì anh cứ đem về cho kẻ khó. À, sẵn đây tôi cũng nói với anh luôn, cái chuyện anh trốn thuế buôn hàng lậu tôi đã nói đỡ giùm anh rồi. Nhưng đây là tội lớn không thể nào tránh được. Tôi nghĩ sớm muộn gì quan phủ cũng sẽ mời anh lên công đường để hỏi tội. Anh chuẩn bị tinh thần để chờ cái ngày đó đi. Còn bây giờ tôi phải tiếp đãi bạn tôi rồi. Anh Mai, mời anh ra hậu viên, chúng ta cùng uống trà đạm đạm. Mai Tùng, Mai Tùng.